chị chấm like tương tác lên giùm em nha. Em chào chị Tâm Thiện. Em chào chị Tấn Khang. Hello mọi người, hôm nay lên áo len nha mấy chị. Nên lên áo len mới về đẹp dữ lắm luôn. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị đẹp ơi. Cái em đang mặc là lông thỏ nè mấy chị, lên lông thỏ nè. Trời cái này siêu phẩm luôn á. Này mà mấy chị mua phải là chừng trăm mấy không á. Ờ vừa ấm vừa đẹp nữa. Lông thỏ tay bo. Mở tay bo này quá đẹp luôn. Đó. Rồi mở hàng đồ lai, chị nào lấy cái đen này với 49. Cái này đã phải bán tới 75.000 ha. Mở hàng đồ lai bán 49.000 cho mấy chị cái áo nè. Đẹp chưa? Cái này lông thỏ nha mấy chị. Đẹp giả mang luôn nha. Đó. Đây để gần mấy chị xem nè, đó, nó là lông nha. Quá đẹp luôn. Ôi, cái này mấy chị mua một cái áo len lông là phải trăm mấy, hai trăm mấy không á ha. Rồi 49.000 cái mã đen nè. Mã đen này 55kg hộ lại vừa nha, chị nào chốt mã đen em nha. Chờ em xíu em chia sẻ like à. Ồ, chị Tâm Thiện có cái đơn này của chị khách mà kêu để chọn thêm mà em chờ hoài không thấy chọn. Nó có cái áo khoác bữa chị hỏi á, cái áo khoác dạ dài á, chị lấy không? Em khui ra cho chị lấy. Trời ơi, cái này bữa trước em bán tương tác đầu lai, cái khoác đó đáng phải bán, cái khoác đó bán trăm mấy mà bữa em bán đầu lai 75.000 nè. Chị này chỉ kêu để chọn thêm mà em chờ hoài không thấy chọn. Cái mà chị nhắn hỏi em á, đây. Chị có lấy không, đưa cho chị lấy. Bữa chị đó chọn ba cái kêu chọn thêm, kêu chọn thêm mà chờ hoài không thấy chọn cho nên là em xả ra luôn. Vừa chứ, cái này 65kg chị. Cái này bữa trước bán đầu lai lấy tương tác, cái này bán phải trăm mấy á, mà bữa đầu lai bán tương tác bán 75.000 à nè. Cái dạ dài luôn, chỗ đây có nút gài nha, có một cái nút sắt gài. 65kg đủ lại vừa. Đó. Quá đẹp luôn. Rồi chị lát. Ê chị, 65kg đủ lại khoác bao đẹp luôn, chị có lấy không nè. Đẹp giả mang luôn. Mà em chờ hoài không thấy lựa thêm thôi em bỏ ra cho rồi. Đó. 75.000. Một cái khoác dạ dài len nè. Quá đẹp luôn. Hàng em bán là hàng tuyển nha mấy chị. Hàng tuyển siêu cấp nha, không phải hàng len cây lên chị nha. Hàng em đã lựa ra từng cái từng cái từng cái hết rồi nha. Cái em mặc là lông thỏ mấy chị, cái em mặc là lông thỏ, lông thỏ tay bo 55kg đổ lại vừa 49.000 thôi. Cái em mặc 49.000, hàng em bán là hàng tuyển nha mấy chị. Ok chị, trời ơi cái này đẹp lắm chị Tâm Thiện ơi. Tại bữa đó chị lựa rồi mà em chờ hoài không có thấy,
không có thấy nữa, thêm nữa lên bỏ ra. Hàng em bán là em tuyển từng trái một và mấy chị yên tâm. Khoét có 65 kg là vừa chị mà hết rồi chị, có một cái một à. Hết rồi chị, cái khoét đó hết rồi ha, chờ em xíu lên nha. Rồi cái lông thỏ em đang mặc nè, chốt cho em mã đen mấy chị ha, 55 kg đổ lại vừa nha. Chị Duyên. Không chị, nhiều màu nhưng mà mẫu khác, tại vì là cái này là len tuyển chứ không phải là nó đi theo ri đâu. Rồi chị nào lấy cái này, hết khoát chị Lily. Chị nào lấy cái lông thỏ em đang mặc nha, đây ha. Đó, để sát mấy chị xem nè, hàng em bán là hàng tuyển siêu phẩm cho chị luôn. Thôi nha. Rồi, lên với em mã đen 49.000 một áo. Đen giúp em ha. Đen. Rồi con này hiệu luôn mấy chị nha. Cái này hiệu nè. Mừng quá. Hồi bữa em khui 49.000 nha chị Nguyễn Duyên. Chờ em xíu để em ghi mình lần. Siêu phẩm 49.000 thôi mấy chị. Cái này mấy chị vô shop tàn trăm mấy 200 không. Đi đơn từ 3 áo giùm em nha. Đó. Cái em mặc là len lông nha. Chị nào chốt lên giúp em. Lên với em mã đen ha. Đen này 55 kg đổ lại vừa nha mấy chị đẹp. Đen 55 kg đổ lại vừa. Quá đẹp luôn. Rồi lên với em mã xanh. Xanh này ở bên tay nó có một cái tim quá là đẹp. Rồi chốt xanh cho em nha. Xanh này 55-56 kg đổ lại vừa. Lên với em mã xanh. Đen. Ok chị lấy đen. Cái này len lông nha chị Duy Vô, đẹp lắm. Em thấy chị hay mặc cái này hay đi Đà Lạt rồi đó. Này lông thỏ nè. Bốn chín ngàn một áo nha mấy chị đẹp. Rồi còn khoác nó nằm ở trong khoác thì ít lắm mấy chị. Rồi thôi chị này chốt này lên giúp em mã xanh nha. Xanh có một cái tim này nè. Xanh 55-56 kg vừa, chốt mã xanh giùm em ha. Xanh quá đẹp luôn mấy chị. Bên đây có một chữ thiêu nữa nè. Lớp mi, bên đây chữ lớp mi, bên đây có một hình trái tim nha. Rồi chị nào chốt cái này lên với em mã xanh. Quá là đẹp luôn, rồi lên mã xanh giùm em ha. Xanh. Trời ơi, một cái lông nữa nè. Một cái lông. Một cái lông. Họ đẹp chưa? Thiêu, cái này hình con sóc nha, con sóc thiêu nguyên một cái đuôi lông luôn nha mấy chị. Rồi chốt mã sóc cho em nha, 55 kg đổ lại vừa của Ba Phân ha. Chốt mã sóc cho em. Chốt mã con sóc cho em nè. Đẹp chưa? 49.000. Cái này là thiêu hết rồi, qua đây là một cái lông nha mấy chị. Một cái đuôi lông thỏ nha. Chấm like lên giùm em, em không thấy comment mấy chị ơi. Dạ còn mà nó ít nha chị Hồng Nguyên ơi, khoác thì ít lắm chị. Khoác bình thường bán là phải trăm mấy mà trong lô nó ít lắm. Rồi chị nào chốt lại lên cho em mã sóc nha mấy chị ha, chốt mã sóc cho em nha. Đây, 55 kg đổ lại vừa. Lên cho em mã sóc. Sóc giùm em ha. Rồi đẹp quá, cái này lên cho em vàng bò hai bên có vàng nút, hai bên có vàng nút rồi mấy chị nè. Rồi lên vàng bò cho em. Hàng là siêu phẩm lại một cho mấy chị luôn nha. Hai bên đóng nút, tà trước ngắn tà sau dài nha mấy chị. Rồi chốt mã bò cho em nha. 55 kg đổ lại vừa, lên cho em mã bò mấy chị đẹp. 55 kg đổ lại vừa. Rồi chốt mã bò giùm em nha. Bò màu vàng bò mấy chị ha. Cái mặt cũng 55 kg đổ lại vừa chị, chốt cho em mã con sóc nha. Cái này hai bên đính nút. Đây. Đó, hai bên kiểu quá là đẹp. Kiểu quá là đẹp luôn. Rồi tiếp một em beo. Rồi beo này bữa trước bán 55.000 mà chị đó có một cái một em xả ra. Lựa được có một cái một à. Rồi chốt cho em mã beo, beo kiểu mấy chị. Beo kiểu này 55-56 kg đổ lại cho em vừa nha. Beo kiểu 55-56 kg đổ lại vừa. Bữa trước bán cái này 55, giờ bán 49 luôn. Ai. Rồi chị nào chốt lên mã beo kiểu cho em nha. Hai bên này nó hở vai nha mấy chị, hai bên này hở vai. Hai bên hở vai nha. Hello chị Đặng Thủy. Rồi chị nào chốt cái này lên mã kiểu giúp em nha. Beo kiểu giúp em ho, 55-56 kg đổ lại vừa. Mình mặc một cái áo thun ở trong hoặc là mình thích kiểu thì mình để cho nó hở hai vai quá đẹp luôn. Rồi lên với em mã beo. Beo bò em chốt chị Đặng Thủy.
cái mặt chốt cho em ở sóc nha mấy chị. Đơn từ 3 áo giùm em nha. Chị Đặng Thủy là khách cũ hả chị? Đặng Thủy ở Bình Dương hả? Hello chị Nguyên Lam. Hello chị, mua áo len đi chị. Bình Dương thành phố với Đồng Nai, Bình Dương thành phố Đồng Nai hiện tại là không có ship hàng được nha mấy chị đẹp ơi. Ồ ôi, một em siêu phẩm thế nè. Quá là siêu phẩm, quá là đẹp luôn. Ừ dạ. Ồ, đây mấy chị. Một cái bông, hai cái mặt trời, cái đằng trước, cái đằng sau. Cái này là thiêu luôn mấy chị ho, thiêu luôn. Bình Dương là chưa có gửi hàng được nha chị Đặng Thủy, có chốt thì em giữ đơn nha. Em giữ đơn, trời ơi, chốt cho em mã đỏ mấy chị, 55kg đổ lại vừa lên nha em mã đỏ. 55kg đổ lại vừa lên nha em mã đỏ nha, 49.000 một áo, không có ghi bình luận đó chị Hồng Anh ơi. Hàng siêu cấp nha mấy chị đẹp. Rồi lên nha em mã đỏ. Ở đây thiêu hết nha, mấy chị ra ngoài shop mua. Mấy chị ra ngoài shop mua trăm mấy không nha mấy chị, hàng rất là đẹp nha. Mới cáo cạnh luôn. Đó. Rồi chỉ nào chốt mã đỏ lên mã đỏ giùm em. 49.000 một áo nha chị Phương Nguyễn ơi. Mã sóc em đang mặc 55kg đổ lại vừa nha, nên mềm rất là đẹp. Rồi chỉ nào chốt đỏ lên đỏ giùm em nha. Giúp em mã đỏ. Đỏ 55kg đổ lại vừa. Đỏ thì có nhiều thiêu. Đỏ. Không chị, nhưng mà bưu điện nó không có nhận đơn chị ơi. Bình Dương, Đồng Nai với lại thành phố là nó không có nhận đơn. Trời cái này đẹp quá, chốt với em mã sọc mấy chị ha. Sọc này 55-56kg đổ lại vừa nha. Hai tay kiểu nè, hai tay lê kiểu rất là đẹp đó. Hàng tuyển không mấy chị. Áo len chị, áo len mặc ấm mặc kiểu cũng có nha. Rồi lấy với em mã sọc, đẹp quá mấy chị ơi. Sọc cho em nha, 49.000 một áo. Cái này mấy chị mà đợi tới mùa lạnh không còn mẫu đẹp nữa mấy chị, mà ra shop mua á toàn trăm mấy 200.000 một cái áo len không ha mấy chị, mà nó không có được xịn sò như vậy đâu. Này là hàng tuyển không à. Đỏ, đỏ chị Hồng Nguyên lên số điện thoại nha chị Hồng Nguyên ơi. Chị nào chốt đơn thì lên số điện thoại giùm em. Rồi lên với em mã sọc nha mấy chị đẹp, lên với em mã sọc, chốt đơn lên số điện thoại giùm em nha chị Hồng Nguyên ơi. Trời, một cái len đan nè. Cái này, cái này nó là sao ta? Ờ cái này nó kiểu vậy, cái này nó kiểu nó sao mấy chị? Giống như là khoác ở ngoài á. Đó, nó như vậy nè, giống như cái đầm hay sao á. Cái này mặc sao ta? Để em mặc thử cái này coi. Có màu vàng chị, rồi chị nào chốt cái mã sót lên mã sót cho em nha. Đỏ, cái này áo len chị Trần Sang ơi. Áo len chị. Màu vàng hả chị? Có cái này màu vàng nè, để em lên. Cái này mặc sao ta? Cái này bự lắm, giống như là khoác hở ngoài thôi sao á. Ồ len đẹp lắm mấy chị ha, len đan len lỗ rất là đẹp nè. Đúng rồi, cái này thì chỉ là khoác thôi chứ không phải là mặc áo. Cổ tim. Cái này hình như vậy nè, mặc vậy nè. Ôi nãy em cũng biết cái này nó mặc sao nữa. À giống như nó kiểu như vậy nè mấy chị đó, nó kiểu diện như vậy nè, giống như mình khoác một cái khăn ở ngoài vậy đó. Ôi em không biết cái này sao nữa, bán cái này 30 đi chị nào chốt lên cho em mã 30 nha. Cái này chắc 70kg mặc cũng vô nữa. Ở cái kiểu nó vậy đó mấy chị, em mặc đó mấy chị xem ha. Rất là đẹp luôn, mà em thấy nó to lùng phùng vậy nè. Nó to lùng phùng. Tay kính dơi nè. Đó. Giống như mình khoác ở ngoài lạnh đi lạnh á, khoác ngoài vậy thôi. Rồi chị nào chốt lên với em mã 30 nha, 30.000 luôn, không biết cái này sao nữa. Vàng. Vàng này chị có cái này vàng luôn nè. Màu vàng luôn nè, chị chốt lên với em mã vàng nha. Rồi vàng cho em nha. 55kg đổ lại vừa. Lên với em mã vàng. 55-56kg đổ lại vừa. Cái này giống như là mình chỉ khoác ở ngoài thôi mấy chị, cho nó ấm hết toàn thân của mình vậy đó. Mà đẹp lắm nha. Nè, len nó lỗ 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 như vậy nè. Quá là đẹp luôn. À, em không biết nó mặc sao đấy, mặc vô vậy đó. Ôi, nguyên một cái len vậy luôn mấy chị. Xịn, cái len đẹp dữ lắm luôn. Mẹ không biết mặc sao đó, vậy đó. Mã 30 chốt chị Tâm Thiện.
Cái này cầm lên nó cười. Nhưng mà đẹp lắm nha mấy chị. Ồ, phát đẹp lắm luôn. 30.000. Rồi. Chị Nguyễn Hai, hello chị. Mã 30 hết chị Nguyễn Hai. Rồi vàng nè, nhà Thùy Trang. Em chốt vàng, chị nào chốt vàng lên vàng cho em nha. Vàng 55kg đổ lại dừa. Rồi vàng 55kg đổ lại dừa, lấy em mã vàng. Ui một em phối quá đẹp luôn nè. 55kg đổ lại cho em dừa, chốt cho em mã phối. Nền nó là màu vàng phối đen không mấy chị ho. Ồ lấy em mã phối nè, phối đẹp quá luôn. Chị nụ hồng mong manh ơi, cái này áo len 55kg đổ lại là chị mặc được hết. Em 45kg nè. Ồ đẹp quá. Đẹp chưa? Đó nó phối về nha mấy chị ha. 55kg. Chị ơi áo len mặc rộng chứ mình đâu có mặc nó ôm vô người vậy đâu. Cho nên là 55kg đổ lại là chị mặc được hết nha. Đẹp dữ lắm luôn. Rồi lên với em mã phối mấy chị ha. Phối giùm em nha. Phối cổ, phối tay với phối dưới len áo nè. Ở nhà không như lên ký sao á chị? Như lên ký á. Chị Hồng Nguyên nãy giờ chốt mà em không thấy lên số điện thoại, em chưa có chốt chị được cái nào hết nha. Hello chị Nguyên Lam. Nhận được hàng lúc trưa rồi, đẹp. Em cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nhiều. Rồi em lên tiếp. Rồi một cái em thổ cẩm này mấy chị. Trời ơi, thổ cẩm quá đẹp luôn. Rồi một cái em thổ cẩm nha, quá là đẹp. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Chốt mã thổ cẩm giùm em nha. Thổ cẩm. Thổ cẩm này tầm chừng 52kg đổ lại cho em dừa thôi. Chị nào dừa này chốt giúp em nè. Lấy em mã thổ cẩm. Thổ cẩm này bán phải là 65-75 mấy chị. Rồi lên mã thổ cẩm cho em nha. Chị Mỹ Luận. Bình Dương hả chị? Bình Dương chắc em không nhận đơn không chị ơi. Tại không biết khi nào, không biết khi nào mới gửi hàng được nữa. Vĩnh Tân thì xã Tân Uyên, Bình Dương. Nếu mà mình chắc chắn lấy hàng em giữ đơn cho chị, khi nào gửi được em gửi, chứ hiện tại bây giờ đơn nhiều quá em nó để em để mà em tìm nó lộn. Chị Kim Hằng. À, nhận được hàng rồi, đẹp. Em cảm ơn chị, hôm nay toàn phản hồi mấy chị đẹp không. Chị Cô Te. Giá em có ghim đó chị, em có ghim á, 49.000 một áo nha chị. 15 tháng 9 một tháng nữa lận, cho nên là mấy chị đơn ở mà khách mới Đồng Nai, Bình Dương với lại thành phố là em không nhận đơn chị thôi, chỉ có khách cũ thì em nhận em giữ đơn thôi. Rồi chị nào chốt cái thổ cẩm thì lên mã thổ cẩm cho em nha. Thổ cẩm 52kg đổ lại vừa, chốt cho em mã thổ cẩm. Chị Phi hả? Khoác hả chị? Khoác, đợt này ít khoác quá à. Đợt này ít khoác quá, để em coi có cái này rất là siêu phẩm luôn nè. Rồi, đây. Cái này bán 75.000 cho mấy chị nha. Rồi, chị nào chốt lên mã khoác cho em nè. Bốn chín ngàn một áo em đang lên chị, còn cái nào mà khoác thì 75.000, 65.000 tùy cá nha. Ồ như cái này đẹp quá trời luôn rồi, cái này mấy chị mua phải 200 mấy, hiền hiệu luôn. Cái khoác nha, len mềm quá đẹp luôn nè. Chị Phi lấy cái này nè, 75.000. Cái mã phối em đang mặc nha, mã phối 55kg. Rồi cái khoác này 60kg đổ lại cho em vừa nha. Chốt mã khoác 75.000 cho em. Khoác 75.000 giúp em nha. Đây chị Phi lấy này, khoác 75.000 cho em ha. Rồi lấy em mã khoác này, gài nút luôn. Lên mềm quá là đẹp. Rồi lấy em mã khoác nha mấy chị. Màu nó là màu xanh ghi á. Màu ghi á. Rồi chỉ là chốt khoác lên khoác giùm em nha, 75.000. Áo len chị, áo len có, áo khoác có. Mà áo khoác ít lắm. Áo len thì mình mặc giống như áo ấm vậy đó chị. Mặc giống như áo ấm vậy đó. Hello Thanh Thanh. Khoác bữa nay sỉ là 60 nha Thanh Thanh ơi, em lấy sỉ là 60 nha, chứ không có cái giá mà chị để cho em 50 giống bữa nữa đâu, ít lắm. Khoác là em nói vừa rồi, hồi chiều em nhận hàng, em thấy hàng, em thấy đồ rồi ha, quá đẹp luôn. Cái này có thiêu cái dưới này nữa nè. Rồi hai cái khoác này 75, chị nào lấy chốt Thanh Thanh nha.
phát là 60 xỉ á. Trời ơi, đây một em này siêu phẩm là hai bên thổ cẩm luôn, quá đẹp. Chị Kim Hằng, quần đen size 1 mà giao size 2 hả? Ủa phải vậy luôn hả chị? Hello chị Nguyễn Xuân. Trời ơi cái này đẹp quá mấy chị ơi, 5-7 kg đổ lại cho em vừa nha. Hai tay nó phối này nè, hai tay phối thổ cẩm quá đẹp luôn. 49.000 một áo mấy chị. Ổ quần không sao chị Kim Hằng, ổn nhớ lấy size 1 mà ta. Quần không sao, size 1, size 2 gì cũng mặc được mà. Rồi chị nào chốt cái này lên với em mã gì nhỉ? Lên với em mã xanh phối mấy chị ho, lên mã xanh phối giùm em nha. 55-57 kg đổ lại vừa, lên với em mã xanh phối. Chốt mã xanh phối cho em. Xanh phối mấy chị ho. Ai? Ở 49.000 một áo xịn sò quá là đẹp luôn. Có sai chị không hả? Để em lên thử. Áo mặc ở trong có bán nha Phượng Buồn. Em cứ hỏi cái áo ở ngoài luôn. Hello chị Nguyễn Xuân. Ờ chị Nguyễn Xuân ở Sài Gòn phải không? Rồi em lên tiếp. Rồi cái này 60 kg đổ lại cho em vừa nè. Chốt cho em mã sọc đen đó chị ha. Chốt cho em mã sọc đen 60 kg đổ lại vừa, lên mã sọc đen giùm em nha. Sọc đen 60 kg đổ lại vừa. Sọc đen. Bộ thun, đồ bộ thun có mà hôm nay em lên áo len không rồi chị Nguyên Lam. Bộ thun chất mai nha chị. Em có ghim giá đó mấy chị ơi, 49.000. Ủa, vậy là em lộn chị Nguyễn Xuân. Chị Hằng ơi, size 1, size 2 mặc cũng được, không sao chị, quần không sao. Chắc là ở ngoài nó ghi số 1 mà ở trong bỏ nhầm số 2 á. Rồi lên với em mã sọc nha, chốt cho em mã sọc đen ha, sọc đen. Sọc đen giùm em nha, sọc đen. Chị Lan thì nguyên cây lộn xộn em ơi. Rồi cái xám này nhỏ mấy chị. Này lên với em mã xám 50 kg đổ lại vừa, có một túi ở đây, chốt cho em mã xám. Chở Thanh Hóa ok chị. Ok chị Kim Hằng nha. Rồi xám 50 kg đổ lại vừa nha. Chị nào thích xám chốt cho em mã xám. Xám nè, thổ cẩm nè. Ồ đẹp chưa. Rồi ha, cái này 60 kg đổ lại cho em vừa, chốt cho em mã trắng đen. Chốt cho em mã trắng đen mấy chị ha. Rồi lên mã trắng đen giùm em nè. Trắng đen 60 kg đổ lại vừa. Đó. Rồi lên cho em trắng đen mấy chị đẹp. Trắng đen 60 kg đổ lại vừa. Thổ cẩm này bán tới 75 lần á Thanh Thanh. Tại vì hồi vừa cái vừa rồi là trúng cái cây thổ cẩm ngon quá. Đợt này hết cây thổ cẩm hết xỉn à. Rồi thổ cẩm nè. Đó. Rồi cái này lên nhiều em mã gì nhỉ? Chốt cho em mã ba sọc ha, ba màu, ba sọc ba màu. 55 kg đổ lại vừa, lên với em mã ba sọc nha mấy chị. Chốt mã ba sọc cho em nha. Mã ba sọc giúp em nè. Cái trắng đen đây chị. Cái trắng đen 60 kg đổ lại là mặc được. Cái này mình mặc giống như mặc áo ấm vậy đó. Mùa này thì mấy chị chưa mặc nhưng mà giờ mình mua mình để dành đi ha. Mua để dành đây, mai mốt rồi nó lạnh rồi lúc đó là mới thấy giá trị của nó. Lúc đó mấy chị tìm thì nó không còn hàng đẹp nữa, nó không còn nhiều mẫu đẹp nữa. Cái em mặc hả? Cái em mặc 55-56 kg đổ lại vừa á. Chị thích để ấm thì để cổ cao, không thì mình bẻ xuống cho em. Không thì bẻ xuống cho em nha. Đó. Ôi à, à, nãy giờ em không thấy comment. Trắng đen chị Phương Nguyễn. Chốt đơn mấy chị không lên số điện thoại. Giống như đố em vậy, lên số điện thoại mấy chị chốt. Rồi mấy chị lên số điện thoại nhưng cùng một dòng luôn em mới chốt được chứ. Mã trắng đen nè, 60 kg đổ lại vừa. Chị Nguyễn Xuân, 45 kg nói chung là mặc được hết chị, áo len mà. Đâu phải áo kiểu đâu mà mặc ôm. Đây em mặc thử cái trắng đen nha. Mấy chị nào chốt mà không lên số điện thoại là em không có chốt nha mấy chị đẹp ơi. Đây, mã trắng đen nè. Em cũng 45 kg nè chị.
Ôi trắng đen này 60 kg không tới đâu mấy chị ha. 56-57 kg đổ lại cho em thôi nha. 56-57 kg đổ lại vừa thôi. Chị nào chốt lên mã trắng đen. Lên hàng trong túi đen. Ở túi đen chắc không hết mới chắc ra ngoài này. Khổ nàng quá ơi nàng ơi. Túi đen chắc không hết mới chắc ra ngoài nè. Ồ cái này to nè mấy chị. Ồ cái này to. Cái này chắc 70 kg đổ lại vừa luôn á. Chốt cho em mã 70. Chị Út An. À hàng tới rồi mà hôm nay thứ bảy nhật nó chắc nó chưa đi giao. Qua thứ hai nó mới đi giao nha chị Út An ơi. Đó qua thứ hai mới đi giao. Rồi hai cái này nha. 70 kg đổ lại vừa cho em nha. Ở chị nào vừa chốt giùm em. Nói chung là chị Nguyễn Xuân 45 kg thì cái nào mà em nói tầm chừng 55-60 kg đổ lại là chị chốt được hết. Còn mà em nói 70 kg thì nó hơi to. Mà áo len mình đâu có mặc ôm đâu. Áo len không mặc ôm nha chị. 49.000 một áo chị Thu Thu. Rồi lên với em ha. Mã 70. Mã 70 cho em nè. 70 kg đổ lại vừa lên với em mã 70. Ồ ôi đẹp quá. Một cái form nó ngắn ngắn. Ok chị ha. Chốt cho em mã chữ đỏ. Chữ đỏ 55 kg đổ lại vừa. Cái tay kiểu nó vuông vậy mấy chị hơi quá đẹp luôn. Chữ đỏ cho em nha. Chữ đỏ. Rồi chứ là chốt lên cho em chữ đỏ. Chữ đỏ giùm em ha. Trời ơi lên hàng mới không bà ơi. Nãy giờ lên toàn hàng mới không à. Vương miệng. Vương miệng 70. Ok chị Tâm Thiện. Vương miệng 70. Cái này to lắm. Cái này to lắm. 70 kg mặc thoải mái mấy chị. Mặc mùa lạnh. Ấm mặc ấm. 49.000 một cái chị Dương Dương. Rồi anh chốt này chị Tâm Thiện. Ôi cái này nó bị gì. Ôi cái này nó bị dính màu ở chỗ đây rồi chị Tâm Thiện ơi. Cái này dính màu rồi. Em xả 30 chị có lấy không. Bị dính màu chỗ đây nè. Đó bị dính màu cái này xả 30 nha. Chị có lấy nha. Cái này nó bị lỗi dính một màu chỗ đó không biết giặt nó ra không. Có lấy thì nói lấy giùm em. Chữ đỏ chữ đỏ này nhỏ nha chị Vân Trang. Chữ đỏ này form nó ngắn như vậy nha chị. Đó form như vậy. Cái đó nó bị dính một cái chấm ngay chỗ này nè. Chị Tâm Thiện. Xả 30 luôn có lấy thì lấy nha. Chị Vân Trang ơi bố này cho con gái hả. Rồi ok chị Vân Trang nè. Trộn cái đỏ này nó đẹp dữ lắm luôn. Hàng này là hàng em tuyển không mấy chị. Con chị mặc ok. Rồi ok chị Tâm Thiện. Cái này 30 nha. Cái này em thấy nó bị có một chấm chỗ đó. Đâu rồi. Ở này của chị Tâm Thiện. Nó rớt cái mặt đâu rồi. Trời ơi một cái em lông này quá đẹp luôn. Một cái em lông thỏ này. Trời ơi cái này siêu phẩm luôn mấy chị. Cái này mà bán 49.000 cho mấy chị thì á không biết tranh nhau mà chốt nữa thì thôi luôn á. Chị ơi em lên áo len mà áo len thì nó lên nhiều màu thôi chứ nó em đâu không phải áo kiểu nha chị. Áo len nha em đang lên áo len. Rồi chốt cho em cái màu này là màu nó hồng hồng rất là nhạt luôn. Chốt mã lông thỏ cho em nha. Chốt cho em mã lông thỏ 60 kg đổ lại vừa chốt mã lông thỏ giùm em ha. Chốt cho em mã lông thỏ. Rồi lên mã lông thỏ cho em mấy chị. Đây. Để gần quý vị xem nha. Đó, lông mịn về nè. Cái này mà bán cho mấy chị có 49.000 mà không chốt nữa thì thôi luôn. Rồi chốt mã lông thỏ cho em nha. Chốt cho em mã lông thỏ 60 kg đổ lại vừa. Mềm. Lông mịn. Rồi cái này trước ngắn sau dài. 57-58 kg đổ lại vừa cho em nha. 57-58 chốt cho em mã hồng nhạt. 49.000 một cái nha chị Dung Dương ơi. 49.000 một cái chị. Cái trắng đen em đang mặc là tầm chừng 56-57 kg đổ lại cho em vừa nha. Rồi cái này lên giùm em. Đây nó cái màu hồng nó nhạt vậy nè. Cổ ba phân thôi mấy chị ha. À, kiểu vậy. Rồi chị nào chốt lên với em nha. Hồng nhạt mấy chị ơi. Hồng nhạt. Ồ cái lông thỏ này mà không lấy nữa uổng yêu lắm luôn. Cái lông thỏ này em chốt cho chị Vân Trang. Rồi lựa cái đẹp không ạ. Ok chị Vân Trang 49.000. Chị Nguyễn Xuân lấy trắng đen. Trắng đen là cái em mặc đúng không. Ok chị.
45kg là chị bằng ký của em luôn á. Đi đơn từ 3 áo mấy chị ơi, phí ship 30 ngàn giùm em nha. Rồi nè em chốt chị Nguyễn Xuân. Có cái này cũng đẹp nè chị Nguyễn Xuân, nãy chị kia chốt mà cái điều là không lên số điện thoại em không chốt được nè. Cái mã phối này nhỏ nè chị, mã phối này 52-53kg đổ lại cho em vừa nè. Cái phối này nãy em mặc vô đẹp lắm, chị lấy cái phối này quá đẹp luôn. Đây chị, mã phối, mã phối ha. Đó cái phối này nhỏ nè, 52kg đổ lại vừa. Nó phối ở tay ha, ở cổ và dưới viền áo này, quá đẹp chưa. Đó 49 ngàn một áo, kiếm đâu ra mấy chị ơi, hàng quá đẹp luôn. Chị xem áo kẻ hả? Áo kẻ là nào? Áo kẻ hả chị Ho? Nãy có cái kẻ này chị. Đây cái kẻ này 60kg đổ lại vừa nè. Cái tay nó kiểu cũng đẹp lắm. $49 một áo giùm em nha. Ồ cái tay nó kiểu vậy nè, tay kiểu vậy mấy chị ha. Rồi cái này chốt cho em mã sọc đen 60kg đổ lại vừa. Cổ này gọi là cổ gì, cổ thuyền hay gì á. Đây chị, sọc đen trắng giùm em nha. Sọc đen trắng 60kg đổ lại vừa. Chị nào chốt lên giúp em. Còn cái này mã phối nè. Đó chị nào chốt lên giúp em mã phối. Mã phối này nhỏ nha chị Mạc Kho. Chị lấy mã phối hả? Mã phối này 52-53kg đổ lại ha nha. Mã phối này là 52-53kg đổ lại thôi. Chị có lấy thì mới lấy giùm em nha. Ờ ok chị. Trời ơi, em hỏi chị Mạc Kho, biết hai cái áo và ba của em đâu, đi du lịch đâu mà không thấy về. Gọi điện cho cái chị bưu điện đó, chị nói chị gửi rồi mà chị không ghi số điện thoại, nó quay về lại chỗ chị. Khổ không? Kẻ tim. Kẻ tim là cái nào ta? Kẻ tim là cái nào? Cái em mặc này chị có lấy không? Chốt cho em mã sọc đen nha, 60kg đổ lại vừa lên em mã sọc đen. Sọc đen giùm em ha. Trời ơi, cái em thổ cẩm này đẹp quá chừng mà mấy chị không chốt. 52-53kg đổ lại vừa, chốt cho em mã 3 sọc nha mấy chị. Đây ha, lên mã 3 sọc cho em nè. Thổ cẩm nè, 55kg mấy chị. 55kg đổ lại vừa, chốt cho em mã 3 sọc. 55kg đổ lại vừa nha, lên mã 3 sọc giùm em nha. Lên cho em mã 3 sọc. Rồi cái này nó kiểu sao ta? À này nó kiểu nó vậy. Ôi đây, dễ thương chưa? 55-56kg đổ lại cho em vừa nha. Chốt cho em mã xanh đen. Cái cổ nó như vậy mấy chị, mặt mình bẻ ra. Kẻ tím hả? Kẻ tím là cái nào? Nãy giờ em có lên cái nào kẻ tím đâu. Nãy giờ em có lên cái nào kẻ tím không? Bây giờ em lên cái nào ưng chốt nha chị Mạc Kho. Kẻ tím không biết có cái nào kẻ tím nữa. Sọc đen, sọc đen em chốt chị Bích Ngọc. Ok chị. Ồ sọc đen này là hiệu luôn nha mấy chị không? Ồ sọc đen này hiệu luôn nè. Em chào chị Dung Dương. 49 ngàn một áo mấy chị. Kẻ tím hả? Không có cái nào kẻ tím hết. Đây cái mà mấy nãy em lên cái này đẹp quá không? Chị nào chốt nè. Đỏ. Chốt cho em mã đỏ mấy chị ha. Đỏ 55kg đổ lại cho em vừa nha. Lên mịn lúng luôn. Ở trước thiêu một cái mặt trời, sau thiêu một cái mặt trời. Không, cái này 55 không tới đâu mấy chị. 52kg. Ê cái này nhỏ là chị Nguyễn Xuân. Rồi đằng sau một cái thiêu, trước một cái thiêu logo như thế này nha. Đó cái hình mặt trời. Rồi đỏ nè, chị nào chốt đỏ lên đỏ giùm em ha. Đỏ. Đỏ đẹp quá. Rồi lấy em mã đỏ. Đỏ 52kg đổ lại vừa, chốt cho em đỏ. Có cái sọc này nè chị Mạc Kho, 55kg đổ lại vừa. Đó chốt cho em mã sọc. Sọc vàng. Sọc vàng tay nó tay kiểu như nè. Sọc vàng giùm em. Sọc vàng nha. Chị nào chốt mã này lên em sọc vàng 55kg đổ lại vừa. Rồi lấy em mã sọc vàng nè. Đây cái xanh này mặc như vậy nè chị nè.
vàng phối. Vàng phối là cái sọc vàng đó hả chị Vân Trang? Cái sọc vàng hả? Ai cái này giống như có một cái nón ở phía sau vậy đó, kiểu như nè. Ôi đẹp chưa? Rồi 60kg đổ lại cho em vừa chốt cho em mã xanh đen. Nó cái tần sao nó vậy nó chị hơn. Ờ, tần sao nó vậy nè. Bẻ cái cổ ra là nó gì nè hơn. 60kg đổ lại vừa lên cho em mã xanh đen. Xanh đen cho em mấy chị hơn. Rồi len nè. Mềm, dày ha. Vàng phối là cái này hả chị? Cái này là sọc vàng. Cái nhỏ 50kg. Ồ, cái nào ta? Chị chốt đúng cái mã đọc gì kêu vàng phối nãy giờ em không lên cái nào vàng phối hết. Này hả? Cái này hả chị? Cái này là mã ba sọc cho em nha. Rồi cái này chốt cho em mã ba sọc nha chị. Chị Vân Trang nha, lấy cái này thì comment lại giùm em là chốt mã ba sọc ha. Sọc vàng cái kẻ tim ở đằng sau em hả? Sọc vàng cái kẻ tim ở đằng sau em không có thấy thế nào đâu trời. À vàng cổ tay đen em chốt cho chị rồi mà. Vàng cổ tay đen là chốt chị rồi. Ok chị Bích Ngọc nha, nghe nói thành phố tới 15 tháng 9 lận. Rồi cái em mặc gì nào chốt lên em mã xanh đen nha. Xanh đen 60kg đổ lại vừa. Mấy chị nhìn thấy nhưng mà em lại không thấy. Đây hả chị? Ôi cái này cánh dơi đẹp quá luôn. Rồi chốt mã cánh dơi cho em nha. Tay bo nè dễ thương không. Rồi chốt cho em mã cánh dơi. Cánh dơi này chắc 5-7-8kg đổ lại vừa mấy chị. Lên mã cánh dơi giùm em. Này hả chị? Vàng cổ tay đen chốt chị Vân Trang rồi ha. Ôi này dễ thương nè. Rồi chốt cho em mã cánh dơi mấy chị đẹp ơi. Cánh dơi cho em nha. 5-7-5-8kg đổ lại vừa. Ủa đẹp quá. Đây ha. Đó kiểu này là tay cánh dơi mấy chị nha. Ở bo cổ tay gì luôn. Rồi chị nào chốt này lên giùm em mã cánh dơi đi ha. 5-8kg đổ lại cho em vừa nha. Chị mệt thôi, không biết chị diễn tả cái nào luôn á. Em cứ lên đi rồi chị thích cái nào thì chốt giùm em chứ em không thấy. Cái này là sọc gì? Đây. Ủa cái này to này mấy chị. 65kg đổ lại cho em vừa chốt cho em sọc xanh. Không cần chị, không cần ha. Chắc lấy hàng thì tới ngày đó em gửi mấy chị mà uy tín, mấy chị lớn tuổi, mấy chị uy tín rồi em sợ mấy chị bơm hàng không. À cái vàng phối này hả chị Vân Trang, vàng phối này nãy chị mặc ho chốt rồi. Chị nói cái này đúng không? Vàng khối này chị mặc kho chốt rồi chị. Vàng khối này em chốt chị mặc kho vậy. Ờ à, đúng rồi vậy rồi. Nãy em chốt chị một cái đỏ với cái lông thỏ á. Chị Vân Trang của chị là một cái đỏ với cái lông thỏ ha. Rồi cái này 58kg đổ lại cho em vừa nè. Chị nào vừa chốt cho em mã gì? Mã cánh dơi. Ờ chốt em mã cánh dơi nha. 58kg đổ lại cho em vừa. Ôi đẹp lắm mấy chị. Dạ ok chị Vân Trang nha. 49.000 một áo chị Phương Thảo đẹp lắm chị, cái này hàng tuyển quá đẹp luôn. 58kg đổ lại vừa nè, cái len của nó là mấy chị ha. Ờ. Hello chị Quỳnh Ngô. Cánh dơi, ok chị. Rồi em chốt cánh dơi chị Quỳnh Ngô. Có 49.000 một áo của chị Phương Thảo, hàng nó đẹp mới 98% luôn chị. Hàng này mà chị mua shop 100 mấy không á. Rồi này em chốt chị Quỳnh Ngô. Đà Lạt có ship được không chị Quỳnh Ngô? Ổi này to nè. Cạnh nào? Cạnh đây hả chị? Đây hả? Ôi cái sọc này đẹp nha. Cái sọc này là cái dạng khoác mà hot đi hơn mấy chị, 60.000 nha. Đó. Có nón. Này giống như cái khoác. Quá đẹp luôn. Rồi cái hot đi này ha.
60.000 cho em nha. Chị nào chốt lên với em mã hot đi sọc đen giùm em nè. 55kg đổ lại dừa, lên với em mã hot đi mấy chị ha. Quá đẹp. Chị Dung Dương, 60kg nào mà 60kg đổ lại là chị mặc được hết đó chị. Em 45kg nãy em mới mặc cánh dơi. Cánh dơi hết chị Phương Thảo, cánh dơi hết rồi. Cái này là mỗi mẫu nó chỉ có một cái thôi mấy chị, nó không có nhiều cái ha. Rồi 65kg đổ lại dừa nè, lên giúp em mã sọc xanh biển đó chị. Sọc xanh biển 65kg trở lại dừa. Mấy chị ơi, len này mình mặc nó rộng, mình mặc giống như là áo ấm chứ không phải mặc áo kiểu ha. Mình có thể là mặc một cái áo dây hoặc áo ba lỗ gì ở trong, khoác cái len ngoài để trời lạnh mình mặc cho nó ấm thôi. Chốt sọc đen. Cái sọc đen này là khoác hot đi chị Vân Trang 60.000. Rồi, mấy chị mua đồ cho con, mấy chị biết mua một cái áo dày bao nhiêu. Một cái áo khác thường thôi đã trăm mấy rồi, đừng nói mà len như vậy ha. Hello chị Phạm Ly. Hôm nay không có like bà ba chị. Hôm nay like áo len, ủng hộ áo len đi chị. Hôm nay em chốt chị Vân Trang. Một áo à, cái khoác đó là 60 rồi, cái sọc 7 màu. Sọc 7 màu không chốt chị Tâm Thiện. Sọc 7 màu mới ghê chứ. À, 49.000 một áo chị Nga Nguyễn. Kiếm chị một cái chị Vân Trang để em coi coi. Hình như là số này nhỏ không à chị. Trời ơi, cái này nó dễ thương quá. Cái này là màu kem mấy chị hơ, màu kem. Màu kem. Màu kem cho em nè. Để em kiếm cái nào to to. Rồi, cái này màu kem mấy chị. Ở bên đây nó xẻ như thế này nè. Ồ, hai bên luôn sao. Ờ. Bên đây xẻ kiểu hút xém như này ha, quá đẹp luôn. Rồi, kem này 53kg đổ lại cho em vừa nha. Chốt cho em mã kem 53kg đổ lại vừa. Hình như cái lô này to nè, em để cái những cái này là to không hay sao nè. Để em coi. Đúng rồi, mấy cái này là size to em để riêng nè. Cái mặt chốt với mã kem mấy chị ha, kem. Rồi này lên thì em hồng nhạt 60kg đổ lại vừa cổ ba phân ha. Hồng nhạt cho em nha. Hồng nhạt, rồi chứ là chốt hồng nhạt, lên hồng nhạt giùm em. Hồng nhạt 60kg đổ lại dừa. Chốt cho em hồng nhạt. Rồi 58kg đổ lại dừa, chốt mã sọc hồng cho em nha. 58kg đổ lại dừa, lên cho em mã sọc hồng. Cái mặt là từng 52-53kg thôi chị. 52-53kg đổ lại thôi, lên cho em mã kem. Rồi sọc hồng giùm em nha. Không có nào to vậy ta. 58kg đổ lại dừa, chốt cho em mã hoa đỏ. Hoa đỏ cho em nha, 58kg đổ lại dừa, lên cho em mã hoa đỏ mấy chị. Hoa đỏ 58kg đổ lại dừa, lên mã hoa đỏ. Ồ, cái này nó bự nè. Ồ, cái này bự nè chị. Mã xám. Ở này mặc như vậy nè. Ồ, ở này 70kg đổ lại dừa luôn á, chốt mã xám giùm em. Đó, nó tua rua dưới nè. Mặc kiểu, mặc ấm nha mấy chị thôi, để chồng cái này cho tôi. Cái mã kem này 52kg đổ lại thôi chị. Thôi mã xám ra 70kg đổ lại dừa nha. Chị Vân Trang lấy cái này đi, cái này sành điệu lắm rồi chị nè. Mặc quần đồ bộ, quần tây ở trong á. Tôi bác cái áo này. Đúng ấm luôn, đó. Em, rồi 70kg đổ lại dừa nè. Đó, mã xám, kiểu nó tua rua vậy nè. Đó, mấy chị quấn thêm cái khăn nữa rồi đi tới đâu luôn. Bự lắm chị, cái này bự nè chị. Xám. Mã xám ok chị. À, chị Hiền Ngô 49.000 một áo chị đẹp. Cái nào mà giá khác em nói, còn nào em không nói là 49.000 ha. Rồi cái này em chốt cho chị Vân Trang. Đây mặc thử cái hoa đỏ nè. Cái hoa đỏ này 58kg đổ lại cho em vừa nha. Cổ bao phân mấy chị hơn.
thích thì bẻ xuống, không thích thì mặt thành cổ 3 phân nha. Đi đâu từ 3 áo chị. Rồi hoa đỏ này lên đó là xanh ghi lên cái hoa đỏ. Rồi chứ là chốt hoa đỏ lên hoa đỏ cho em. Đây chứ đẹp. Tầm chừng 58 kg đổ lại cho em vừa. Chị nụ hồng mong manh mình chốt lên số điện thoại giùm em chốt nha chị. Chốt hoa đỏ lên số điện thoại giùm em nha. Rồi đây hoa đỏ em mặc đây hoa đẹp dữ lắm luôn. Tay bo dài nè. Rồi chứ là chốt hoa đỏ lên hoa đỏ. Mấy chị chốt lên số điện thoại ta. Rồi lên hoa đỏ giùm em nha. Tiếp. Ôi cái này nhỏ xíu à. Cái này nhỏ xíu mà dễ thương. Cái này chốt cho em mã xanh phối mấy chị hơn. Rồi 50 kg đổ lại cho em vừa lên với em mã xanh phối. Xanh phối cho em nha. Cái này form ngắn. Form giống như laptop vậy á. Rồi lên cho em mã xanh phối. 50 kg đổ lại vừa chốt cho em mã xanh phối với chị. Hoa đỏ. Em chốt cho chị Dung Dương. Mấy chị chốt đơn mình lên số điện thoại. Chị nào mình chưa chắc chắn thì mình xem cũng được. Xanh phối 50 kg đổ lại vừa giùm em nha. Đó, nó phối hai cái tay trắng mà kẻ sọc. 50 kg đổ lại vừa chốt cho em mã xanh phối. Xanh phối mình chốt chị Vân Trang. Xanh phối mình chốt chị Vân Trang. Hoa đỏ hết rồi chị hoa hồng. Hoa đỏ hết nha chị nụ hồng mong manh lên. Để mình chốt mà mình không lên số điện thoại em chốt cho khách khác rồi. Trời ơi đẹp quá. Phối này phối cổ sơ mi này mấy chị ha. Lấy em mã vàng. Vàng giùm em nha. Hết hoa đỏ nha chị hoa hồng ơi. Rồi cái này lên em mã vàng đó chị. Rồi cổ này phối sơ mi nè. Đẹp không? Rồi vàng cho em nha. 52-53 kg đổ lại vừa chốt cho em mã vàng. Vàng giùm em mấy chị ha. Cái này nó chấm sao như thế này nè. Chấm vàng nhỏ nhỏ. Rồi lên vàng giùm em ha. 52-53 kg đổ lại vừa chốt cho em mã vàng. Xanh phối hết luôn rồi chị. Xanh phối em hết luôn ha. Rồi chị nào chốt này lên giùm em vàng. Vàng em với chị ha. Vàng đẹp quá trời luôn. Nè, ở trong một lớp nữa mấy chị ha. Trời cái áo này mà có 49.000 chứ đẹp. Đẹp giả mang con ngang luôn. Cổ sơ mi. Hàng này em tuyển hết rồi mấy chị về chỉ có mặt thôi. Vàng em chốt chị Vân Trang. Rồi một cái hết đi nha, 60.000 giùm em mấy chị ha. Đây. Hết vàng luôn chị hoa hồng. Mã vàng hết ha mấy chị đẹp. Rồi cái này em lên cái này nha. Đó. Hết đi nha 60.000. Em chỉ mấy chị mua phải trăm mấy không. Hello chị Minh Phước. Hết đi là nó có nón vậy ha mấy chị. Rồi cái này nhỏ. Này nhỏ 50 kg đổ lại cho em vừa nha. Chốt cho em mã. Chốt cho em mã nón. Chốt mã nón giùm em 60.000. Chốt cho em mã nón 50 kg đổ lại lên mã nón giùm em 60.000 nha. Rồi lên em mã nón mấy chị ha. Nón. Vàng hết đó Hương ơi. Còn kiểu khác được không? Còn cái này. Họ không có hình gì hết, nó lên màu hồng. À, chị nào thích cái vàng không lấy được cái vàng lấy qua cái hồng này giùm em nha. Hồng giúp em với chị ha. Hết vàng rồi chị ơi, nụ hồng mong manh ơi. Lấy qua cái hồng này cho em được không? 50-55 kg đổ lại. Rồi ha, hồng nè.
em còn một cái hồng và một cái trắng đó, em còn cái hồng và cái trắng, chị nào chốt nữa em nha. Hồng trắng, hồng và trắng giùm em nha. Ờ, giá giống như cái vàng ấy, mà cái này nó không có cái hình thôi, cái này nó trơn luôn, không có hình. Rồi cái này lên nhiều em mã nón thôi mấy chị, mã nón. Mã nón nhìn em. Thấy Hương ơi, mà mã vàng hết em nha, mã vàng hết. Hồng. Hồng em chốt cho chị hoa hồng. Mã hồng đây. Em chốt cho chị hoa hồng. Mã hồng em hết ha mấy chị, hồng hết nha. Mã hồng em hết. Em còn mã trắng ha, chị nào chốt lên mã trắng cho em nè. Rồi cổ sơ mi lên dễ thương quá, hết hồng rồi chị, nụ hồng mong manh lên. Rồi mã trắng, em còn cái mã trắng ha. Ok chị hoa hồng. Rồi chứ nào chốt trắng lên trắng giùm em nè. Đẹp quá trời luôn. Quá rẻ mấy chị. Lấy hoa trắng, ok chị Vân Trang. Ồ hoa trắng em có hai cái luôn nè. Còn cái nữa. Đây chị nào hoa trắng nữa chốt giùm em nha. Rồi trắng em chốt chị Vân Trang. Sọt hồng. Hồng em không có nha Hương ơi. Sọt hồng hết luôn rồi, còn cái này vàng nè. Rồi cái này chốt cho em mã vàng mấy chị. Ồ đẹp quá nè, ở trong một lớp, ở ngoài một lớp. Lấy cái vàng này không Hương ơi. Chị lấy trắng ok chị Quỳnh Ngô. Không chị Đỗ Hồng ơi, em like hai mấy á, bên này chốt trước rồi chị chốt sau á. Trắng em chốt chị Quỳnh Ngô. Tại em đang like hai mấy đó chị. Chị Kim Thủy có bộ. Đồ bộ em có mà hôm nay em lên áo len nè, chứ đẹp ơi. Rồi cái vàng nè, chị nào chốt vàng. Hương lấy cái vàng đi, cái hồng hết rồi. Ủa em lấy cái sọc hồng là nào ta. Rồi em còn cái vàng ha, chị nào chốt lên em vàng nha, vàng giùm em ha. Lấy cái vàng đi chị, nụ hồng mong manh. Tại cái hồng đó là mình chốt sao. Rồi một cái em khoác. Rồi cái khoác 75 ngàn giùm em nha. Khoác quá đẹp luôn. Một em khoác cánh dơi nè, 60kg đổ lại cho em dừa. 60kg đổ lại dừa ha mấy chị. Ôi có hai cái túi nữa chứ. 75 ngàn. Rồi chốt cho em mã khoác. Chốt mã khoác cho em nha. 60kg đổ lại dừa, chốt cho em mã khoác. Rồi vàng em chốt cho chị nụ hồng mong manh. Khoác này mấy chị mua phải trăm mấy không à? Ờ chị nào lấy khoác lên khoác giùm em 75 ngàn. Ở từ sao về hết. Từ sao về hả mấy chị? Có nút gài nha. Có nút gài lại hết ha. Vàng. Vàng em chốt cho chị hoa hồng. Em còn cái vàng nữa em chốt chị hoa hồng nữa. Hết mã vàng luôn ha mấy chị. Rồi và em chốt chị hoa hồng. Khoác em chốt chị mạc hoa. Kiếm chị cái khoác. Có chị Vân Trang ơi. Đây hồi nãy em coi có mấy cái khoác to. Ồ khoác này em chốt cho chị mạc hoa. Có mấy cái khoác to nãy em để chỗ nào ta. Nhiều quá mấy chị, em về tới ngàn len lận, like thoải mái luôn. À đây, cái khoác nè. Ờ, khoác em để đây nè.
Trời ơi, chốc chưa mấy chị. Cái này mà em bán 75 ngàn mấy chị cũng lấy nữa thôi. Ok chị Nụ Hồng Bông Manh nha. Em like vậy là nó chậm lắm luôn hả? À, em đang like hai mấy á. Em coi cái này bao nhiêu ký vừa ta. Này 65 kg đổ lại vừa đó. Có hai túi luôn nè. Trời ơi 75 ngàn chị nào chốt lên giúp em. Khoát sọc. Lên giúp em mà khoát sọc. Chị Vân Trang lấy cái này không? Rồi nút gỗ luôn nha. Nút gỗ luôn nè. Sọc hồng là cái nào ta? Nó nằm ở đâu Hương? Nó nằm ở đâu Hương ơi? Rồi em bán cái này 75 ngàn mà mấy chị không chốt nữa thì thôi luôn á. Ở này chắc không tới 65 kg đâu. Rồi chốt cho em mã khoác sọc tầm chừng 62 kg đổ lại cho em thôi mấy chị. Đó ở chỗ đây là nó kín cái cổ mình ở sao luôn nè, thấy không? 70 kg là chắc không có. Để em coi cái này. Chốt khoác sọc giùm em nha, 75 ngàn ha. Ủa cái này khổ cảm luôn nè chị. Cái này chắc 70 kg vừa á, này to nè chị Vân Trang. Ủa Hương ơi, cái sọc hồng là nào ta? Hồi nãy giờ chị đâu có lên mã nào mà nó sọc hồng đâu. Hình như em cũng tăng ký bữa giờ em like tao mấy chị kia xong ở đây nhìn thấy mập mập. Ôi cái này đó nó giống như dạng dạ luôn rồi đó. Nó dài, rất dài, quá đẹp luôn. Đây, lần sau nó cao lên vậy là kín cái cổ của mình luôn nè mấy chị ha. Ủa? Được chưa? Có 75 ngàn à. Rồi Hương ơi, chưa có ai chốt nhưng mà nó nằm ở chỗ nào em nói đi, em nhìn thấy chị Quang ở chỗ nào chứ giờ em nói chị không biết cái sọc hồng là nào hết chưa. Trong cái đống lộn xộn hả? Trong cái đống lộn xộn này. Để khoan từ từ để chị chốt cái này cho chị Huỳnh Kiều. Ok chị Huỳnh Kiều. Này hả Hương, sọc hồng này hả? Cái này đúng không? Đúng, em nói đúng giùm chị nha. Đây đúng không? Ừ, nãy giờ có cái này là sọc hồng đó. Nếu là đúng, em nói đúng là chị bỏ cho em nha. Rồi, cái này to, trời cái này cũng nút gỗ luôn nè. 75 ngàn cho em luôn ha. Cái này là cái này chứ chị chốt cho em là khoác thổ cẩm nha. Cái này chốt khoác thổ cẩm giùm em. Hello Phượng Võ. Gửi rồi, chị thấy tới rồi mà sao nó không đi giao Phượng Võ chỗ em, nó có bị dịch gì không? Tới 2 ngày rồi mà không thấy đi giao. Ồ cái này to nè. Đây, chị Vân Trang có lấy không? 70 kg đổ lại cho em vừa luôn á. Nút này là nút gỗ luôn nè nha. Ôi ôi mấy bà mà mua, mấy bà chị mà vô shop mua cái này phải 200 mấy á trời. Nhưng mà cái này nó không có túi nha, cái này nó không có túi. Thôi Phương ơi, ơi em, chị không biết cái nào luôn á. Đúng không? Đúng cái này không? Có nãy giờ là có cái này là sọc hồng thôi à. Nè đó chị Tâm Thiện ơi có lấy quên. Đây mà chấm lên cái chị Vân Trang có lấy này không, khoác là giờ có cái này là to nhất thôi đó. Rồi 70 kg đổ lại vừa nha, chốt khoác thổ cẩm giùm em nha. Khoác thổ cẩm cái này đúng rồi phải không Hương ơi? Ok em nha. Cái này nó bị rớt cái mặt ra. Đó chị Vân Trang ơi lấy không chị? Trời ơi đẹp lắm chị ơi, cái này mình tới vô mùa lạnh rồi mặc là đã đời luôn á. Ok chị nè.
Phượng Võ ơi, chỗ em. Ủa sao này tắt không? Chỗ em có bị gì không? Bị dịch đồ gì không chứ? Rồi một cái em khoác nè. Họ đẹp chưa? 5-7 kg đổ lại cho em vừa, cái này hai hàng nút luôn mấy chị. 5-7 kg đổ lại vừa cho em nha, hai hàng nút luôn nè. 75.000 cho em thôi, chị nào chốt lên với em mã nút. Khoác nút ok Hương ha. Lên với em mã khoác nút mấy chị nha. Cái này kiểu hai hàng nút luôn. Rồi chốt mã khoác nút giùm em nè. Họ tiết thổ cẩm luôn rồi, quá đẹp luôn mấy chị. Rồi ha, đây đó, nó hai hàng nút dài luôn mấy chị ha. 5-7 kg đổ lại cho em vừa. Rồi chị nào vừa chốt cho em mã khoét nút nha, chốt mã khoét nút giùm em ha. Chốt cho em mã khoét nút. Rồi lên em mã khoét nút. Đây họ tiết nó vậy nè. Ok Hương nha. Rồi lên em mã khoét nút nha mấy chị, khoét nút giùm em nè. Một em khoác nữa nè, 65 kg đổ lại. Đến này có túi nha mấy chị ha. Ôi hai túi luôn, hai túi hai bên. Để em coi em mặc vô ngữ này nhiêu ký. Tại canh chuẩn chuẩn sai để em về mấy chị. Rộng thì được chứ sợ nó chật là không mặc được rồi rất là phí. Khoác 75.000 chị, còn áo 49.000 ha. Rồi 65 kg đổ lại cho em vừa. Lên giúp em mặc khoác xám. Lấy em mã khoác xám mấy chị ha. Rồi chốt khoác xám cho em nha, có hai túi hai bên. 65 kg đổ lại vừa, chốt cho em mã khoác xám. Khoác nút em chốt chị Vương Trang. Rồi cái này lên giùm em mã khoác xám nha mấy chị, khoác xám cho em nha, 65 kg trở lại vừa. Rồi lên mã khoác xám giùm em ha. Khoác xám. Đây áo len tiếp thôi mấy chị. Rồi một em này hiệu luôn nè. Rồi hai tay phối này đẹp chưa? Hai tay phối. Hai tay phối quá đẹp luôn. Lên mềm thôi mấy chị. Rồi 57 kg đổ lại cho em vừa, chốt cho em mã xanh phối. Đây em mặc vô cho mình xem. Khoác xám em chốt chị Tâm Thị. Rồi 55 kg đổ lại cho em vừa, chốt cho em mã xanh phối nha mấy chị đẹp. Hai cái tay nó phối nè. Đó, hiệu luôn, đẹp dữ lắm luôn. Rồi khoác xám em chốt chị Tâm Thiện. Cái 7 cái gì vậy? Cái mẹ đâu rồi? Chốt chị Tâm Thiện. Cái mặt lên mã xanh phối giùm em mấy chị ha. Xanh phối, xanh phối. Trời như hết khoác rồi đó mấy chị đẹp. Ôi cái caro này đẹp quá. Đẹp chưa? Chốt cho em mã caro mấy chị hơn, 52 kg đổ lại vừa. Lên nhà em mã caro. Lên nhà em mã caro nha, 52 kg đổ lại vừa, chốt mã caro giùm em. Caro. Ôi quá đẹp luôn. Lên cho em mã đen chữ, 55 kg đổ lại vừa, chốt cho em mã đen chữ ha mấy chị. Rồi lên mã đen chữ giùm em nha. Đen chữ. Rồi lên cho em mã đen chữ mấy chị đẹp ơi. Chữ này là thiêu luôn. Rồi lên mã đen chữ cho em nha, 55 kg đổ lại vừa, chốt cho em mã đen chữ. Ôi cái vàng này tay lỡ dễ thương quá nè. Rồi cái này 52 kg đổ lại vừa, chốt cho em mã vàng. 52 kg đổ lại vừa, chốt cho em mã vàng. Cái em mặc 55 kg đổ lại vừa, chốt cho em mã xanh phối ha. Xanh phối. Đây cái vàng này để em coi đi ký.
cái vàng lên mềm 55 kg đổ lại vừa ha, chốt cho em mã vàng nha. Vàng này nó có đính đá hơn trước nè, không 52 53 kg không chị, 55 nó sẽ hơi ôm rồi, 52 53 kg thôi, cái tay nó lỡ gì luôn nha. Rồi chứ nào chốt vàng lên vàng cho em nha. Vàng cổ ba phân thôi, không thích thì lặt xuống. Đen chữ em chốt chị Quỳnh Ngô. Hết đen chữ rồi mấy chị đẹp. Rồi vàng cho em ha. Cái này hình con gì, hình như là hình con voi hay sao á. Con gì không biết, hình như đúng rồi, con voi hay sao á mấy chị. Hay con siêu nhân vậy. Rồi chốt cho em mã vàng nha. Vàng cho mã vàng giùm em. Ồ, một cái đỏ cánh dơi nè, dễ thương quá. Đỏ đó là đỏ đô, đỏ đô tây bo mấy chị ha, tây bo đẹp quá trời luôn, hiệu quân mấy chị. Ừ, hết mã đen chữ rồi nha chị Phương Trang ơi, chị Mặc Ho hết nha. Rồi chốt cho em mã đỏ đô nha, đỏ đô giùm em mấy chị ơi. Đỏ đô 55 kg đổ lại vừa, đỏ đô 55 kg đổ lại vừa, chốt cho em mã đỏ đô nha. Tây bo, tây bo cánh dơi. Rồi lên em mã đỏ đô 55 kg đổ lại vừa, đỏ đô giúp em mấy chị. Đỏ đô trơn, nó bo ở hai tay và nó bo ở đây nè, kiểu ha, cái này áo kiểu. Còn con đen nào không ạ? Để em tìm thử nha, em tìm coi. Đây có con này đen rồi chị. Ủa cái này hình như là cái đầm, cái đầm mà của em bé nó bị lộn vô sao, nhỏ nhỏ. Cái này chắc phải cỡ 35 40 kg đổ lại à. Chị nào có cháu mua nè mấy chị, mua cho cháu mặc cái đầm đen này đẹp quá chưa. Vàng chốt cho Hương. Đỏ đô này chị Mặc Ho lấy hả? Ok chị. Cái đầm này nhỏ à, chị nào có cháu gái, có con gái mua rồi mấy chị đẹp, nó bị lộn vô cái của em bé. Đỏ này em chốt chị Mặc Ho. Đỏ hết nha Hương ơi. Ừ, cái đầm nè. Ồ, em mặc thử vừa. Em thấy nhỏ xíu. Hello chị Lon Trần. Ôi, chỗ này nó bị rách hay là kiểu nó vậy ta? À, như nó khoét kiểu á. Hay là bị rách vậy trời. Ở chỗ này nó bị rách chỗ này nè. Thôi cái này em tặng lên, chị nào có cháu lấy nè. Chị nào có đơn, nãy giờ có đơn tặng luôn, thành nên mã tặng cho em đi. Em thấy nó khoét lỗ không biết kiểu hay là đắt nữa này hiệu luôn á mấy chị. Ờ, 45 kg đổ lại cho em nha. Em 45 kg em mặc vô thì nó hơi ngắn, cái này cũng nít đúng rồi đó. Em mặc vô tới đây à. Rồi tặng thôi, chị nào lấy nè, có cháu gì nào có cháu thì lấy về cho cháu mặc đi thôi. Ở chỗ đây không, em không biết là nó kiểu hay nó rách nữa. Đó, vậy đó. Rồi tặng đi. Rồi em tặng này cho chị Vân Trang nha. Rồi tặng. Ăn lộn vô cái này cũng chẳng bán. Em chào chị Mộng Tiệp. Hello chị. Đen. Đây. Ồ, cái đen nước này nó kiểu cột dây nè chị Mặc Ho. Cái đen này 60 kg đổ lại vừa. Gửi rồi chị Loan Trần, em gửi rồi. À, đen này kiểu. Rồi chốt mã đen kiểu giùm em nha. Dày 60 kg đổ lại cho em vừa này nha. Chốt cái mã đen kiểu hai bên cột hai dây gì nè mấy chị. Rồi lên cho em mã đen kiểu. Đen kiểu giúp em nha. Đen kiểu 60 kg đổ lại vừa. Đen kiểu. Mấy chị nhóm chợ ra vô lại giùm em nha. Em gửi rồi nha chị Loan Trần ơi. Thank you.
Rồi ha, cái này giùm em mấy chị 55-60kg của loại dừa nha, chốt cho em mã đen kiểu ha, đen kiểu em. Cái này form ngắn ha mấy chị, cái này form ngắn. Cổ 7 phân ha. Rồi lên mã cam cho em, cam. ký đổ lại cho em dừa nha, cái cam này phong ngắn nha mấy chị ơi. 55 ký đổ lại dừa chốt giùm em cam. Rồi chốt cam giúp em mấy chị. 55 ký đổ lại dừa, cái này nó mặt lửng vậy nè. Thôi cái này kiểu này nó không đẹp, nó sale 30.000 đi, chị nào lấy chốt cho em mã cam 30. Rồi chị nào lấy cái đó chốt em cam 30 nha. Đỏ. Để chị kiếm thử coi. Đỏ. Đỏ họ tiết này được không à Hương nè. Ồ đẹp quá. Giống nguyên cái phòng Noel ở trong này nè. Hello mấy chị. Rồi ha, cái này chốt cho em mã đỏ, mã sọc đỏ đi mấy chị ha, sọc đỏ nha. Đó, chị nào chốt lên sọc đỏ giùm em. Sọc đỏ này họ tiết ha. Đó, rồi lên sọc đỏ cho em nè. 55 56 kg đổi lại dừa. Để dành 3 triệu lấy đồ của em. Trời, cái cục hàng của chị Tâm Thiện chắc khoảng mười mấy ký rồi đó. Em nhìn cục hàng. Hello em Quang Đạt, Thanh Thanh. Trời ơi họ tiết nè. Trời chị lên lộn xộn chứ em đòi họ tiết không, nó đâu có đâu. Đó, chị lên này thế nào thì em thích em chốt đâu, nên lên thể lên mình em được. Đó trời, trời ơi. Có cái nào chị bóc chị lên hết chứ đâu có giấu chi đâu trời. Đó họ tiết này 55-56kg đổ lại cho em vừa nè. Đó, họ tiết em chốt với chị mộng tiệt. Chị đơn từ 2 cái, 3 cái giùm em nha mấy chị. Nha Thanh Thanh ơi, chị lên em lựa được gì lựa nha. Chứ hàng một đống đây chị thì chị like vòng vòng đây hết, lên hết mà. Còn cái đen, rồi chị chờ em xíu em kiếm thử coi còn cái đen nào. Rồi ok chị Phan Hồng Tiệp. Hết đỏ họ tiết rồi nha Thanh Thanh. Một màu đen luôn, nó không có mà nó có phối phối chị. Rồi cái này nó lót lông ở trong luôn nè. Rồi cái này nó lót lông luôn nha. Đây. Cái này mặc ấm lắm mấy chị. Đó nguyên lớp lông ở trong nè thấy không. Rồi cái này chốt cho em mã đen chữ mấy chị ha. Đen chữ giùm em nha. Đen chữ giúp em nè. Đen chữ này 53kg đổ lại dừa lên em mã đen chữ. Ồ cái này lót lông ở trong luôn mà. Ấm cực kỳ luôn mấy chị. Kiểu giống như là thể thao. Hương kiếm cái màu đỏ hả? Để chị coi nha. Rồi đen chữ này nhỏ mấy chị. 52kg đổ lại cho em dừa chốt cho em mã đen chữ. Rồi đen chữ nha, lên mã đen chữ giùm em. Đen chữ. Đỏ, đây, còn cái này màu đỏ không biết đỏ gì nè. Ủa hôm trước này nó là, nó sâu nguyên chuỗi ngọc thế gì, đẹp lắm mấy chị. Rồi đỏ, chị nào thích đỏ nè. Đỏ đô là hình như hết, có một cái đó đỏ đô là sao á Hương. Rồi 55kg đổ lại cho em dừa chốt cho em mã đỏ. Không, 55kg. 52kg thôi mấy chị. 52kg thôi nha. Rồi chị nào chốt lên với mã đỏ. Đỏ giùm em ha. Đen chữ. Đen chữ thì chị mặc ho lấy đúng không? Trời ơi, ngoài đó lạnh mặc cái này ấm luôn này chị mặc ho. Cái này là lông, lớp lông ở trong nè. Đỏ 52kg đổ lại dừa mấy chị. Đỏ 52kg đổ lại dừa, chị nào dừa chốt em nha. Rồi đen chữ.
Mặt hoa đỏ, chị Phi lấy đỏ hả? Ok chị. Ok chị Mạc Hoa, cái này em chốt chị Phi. Rồi cái này dày lắm chị ơi, cái này dày to, nó giống như là áo ấm khoác ở ngoài vậy đó. Cái này dày nha, len mềm nhưng mà nó dày, bự vậy nè. Chị Sam Bùi thấy nha, em mới thấy chị gõ, thấy chị không là thấy. Đỏ hết rồi Hương. Còn cái đỏ này, ủa cái đỏ này không ai lấy ta, cái đỏ này nãy em lên đỏ này đẹp quá trời nè. Ủa cái đỏ hình mặt hoa mặt trời này đẹp quá luôn nè, chị nào chốt với em nè. Chốt cho em mã đỏ hoa nha, đỏ hoa 52kg đổ lại vừa, đỏ hoa 52kg đổ vừa. Cái này to mà dày mấy chị ho, nó dày lắm, nặng lắm, cái này chắc cũng phải gần 1kg. 65kg đổ lại cho em vừa nha, chị nào chốt với em mã sọc đen. Sọc đen cho em, cái này giống mặc áo ấm ở ngoài, mùa lạnh nha mấy chị. Cứ kéo tới đây nha. Rồi chứ là chốt sọc đen lên, sọc đen cho em. To, to nha mấy chị, nặng nha. Rồi sọc đen chốt chị Tâm Thị. Sọc đen hết rồi chị Mộc Mộng Tiệp. Sọc đen hết. Đây, cái đen đây chị nào chốt thích đen nè. Mà cái đen này nhỏ. Rồi đen này 50kg thôi, chốt cho em. Cái này hình gì ta? Hình như hình con hạt hay sao? Chốt mã đen hạt giùm em chị, đen hạt 50kg đổi lại vừa. Lên mã đen hạt giúp em nha. Đen hạt cho em mấy chị ơi. Đen hạt giá 49.000 một áo thôi, đi đơn từ 3 áo cho em nha. Rồi chốt cho em mã đen hạt mấy chị, quyền hàng hạt này là nó đính kim tuyến ha. Kim tuyến may chỉ lên luôn. Quá đẹp luôn. Rồi lên mã đen hạt cho em. Đen hạt nha. Đen hạt giùm em ha. Đen hạt. Rồi một cái hồng này trơn. Cái này đơn giản quá, cái này em bán 30.000 cho mấy chị thôi, chị nào chốt lên em ha. Rồi cái hồng này 30.000. Cái hồng này 30.000 cho em nha. Tại vì nó đơn giản, không có nó màu trơn về đơn giản, mà em thấy kiểu cũng đơn giản nữa. Chị nào lấy thì chốt với em. Chốt cho em mã hồng 30.000. Hồng 30.000 này là chừng 52-53kg đổi lại vừa mấy chị ha. Hồng trơn 30.000 giùm em. 30.000 cái hồng trơn. 49.000 một áo chị Sam Bùi. Còn cái nào giá khác em nói, ví dụ như cái này em sale 30 nè. Đó. Thì chốt là cái em tính cái này 30.000 thôi. Đỏ hoa. Đỏ hoa này chốt cho Hương. Trời cái đỏ hoa này đẹp lắm em, hai cái logo hoa. Lần trước cái hay sao cái. Hồng 30, hồng 30 này em chốt cho chị Vân Trang. Rồi hết hồng 30 nha mấy chị. Ôi một cái em kiểu quá đẹp luôn. Một cái em kiểu cổ tiên nè. Ồ đẹp quá. Cái này chốt cho em mã xanh. Kiểu này hình như là mặc phía nào cũng được hay sao mấy chị. Hai kiểu cổ em thấy nó bằng nhau. Hai kiểu cổ em thấy bằng nhau ha.
Rồi 50kg đổ lại cho em, vừa chốt cho em mã xanh kiểu với chị ha, xanh kiểu giùm em nha. Rồi xanh kiểu em 50kg đổ lại vừa với chị, ở lần trước cái kiểu cổ lần trước cũng như sao. Rồi lên xanh kiểu cho em nha. Xanh kiểu, xanh kiểu. Rồi lên cho em mã xanh kiểu nha chị. Ôi cái nâu này hiệu luôn nè mấy chị nè. Ôi nâu này hiệu luôn nha. Chấm chấm la lên giùm em. Rồi chứ chị nào chốt này lớn em mã nâu. Nâu 55kg đổ lại dừa lớn em mã nâu mấy chị. Nâu 55kg đổ lại dừa chốt nâu giùm em ha. Nâu 55kg đổ lại dừa lên giùm em mã nâu. Hai bên nó sẽ tà nha. Và chốt nâu giúp em. Nâu 55kg đổ lại dừa. Nâu 55kg đổ lại dừa hơn. Ôi đẹp quá. Nâu 55kg đổ lại dừa. Cái này là màu màu gì? Màu kem. Màu kem thôi mấy chị ho. Hiệu luôn nè. Đó, mấy chị thấy không? Nâu. Nâu em chốt chị Vân Trang. Đẹp quá mấy chị, len nè. Đó, coi giãn thoải mái cho em. Cái nào mà không đẹp em bán sale cho mấy chị hết. Còn nào bán 49.000 là về mấy chị. À, nâu này em chốt chị Vân Trang. Hết nâu rồi chị mặc ha. Rồi mã kem đẹp quá luôn mấy chị. Ờ, kem. Hình như nó ẩn comment rồi. Kem em chốt cho chị Mộng Tiệp. Hết kem nha chị Vân Trang. Kem này 55kg đổ lại vừa ha. Mã kem em chốt cho chị Mộng Tiệp. Rồi cái xanh này em sale 30.000 nè. Cái xanh này em sale 30.000 nha. Chốt cho em mã xanh 30. Chị trước luôn hả? Ủa? Kem không? Chị Mộng Tiệp trước rồi chứ chị Vân Trang sau. Hết kem luôn nha chị Mặc Hoa. Rồi xanh 30.000 cho em ha. 55kg đổ lại vừa lên em mã xanh 30. Rồi lên mã xanh 30 giùm em. Xanh 30.000 ha. Đó. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi em sale cái này ha, 30.000 chị nào chốt với em. Xanh 30 nha. Xanh 30. Ôi cái này to. Cái này to nè. Này chốt cho em mã hoa tiết. Cái này lên hoa tiết nè mấy chị. Cái này em mặc giống như thành cái đầm có hai cái túi giả. Rồi 60kg đổ lại vừa ha. 60kg đổ lại vừa, này cổ sơ mi phối cổ sơ mi. 60kg đổ lại vừa chị nào chốt với em mã hoa tiết. Kêu em mặc thành cái đầm ngắn của mấy chị. 60kg đổ lại vừa chốt mã hoa tiết giùm em nha. Hoa tiết. Xanh 30 này em chốt chị Vân Trang. Cái em mặc lên mã hoa tiết giùm em nha. Hoa tiết. Hoa tiết 60kg đổ lại vừa mấy chị. Trời một cái hồng phối quá đẹp luôn. Một cái hồng phối bánh bèo. Hồng phối này nhỏ 50kg đổ lại vừa mấy chị. Hoa tiết em chốt chị Tâm Thiện. Rồi lên mã hồng phối giùm em nha. Cổ tay và ở dưới là phối. Cái này bánh bèo ha. 50kg đổ lại vừa lên với em mã hồng phối. Hồng phối giúp em ha. Hồi nãy chị nào hỏi em vàng nè. Ôi cái này là len Montagy nè. Nó mỏng mỏng quá đẹp luôn. Chốt với em mã vàng kiểu đẹp quá. Vàng kiểu cho em mấy chị ha.
Ôi cái này dễ thương quá à. Em là em thích màu vàng. Vàng kiểu cánh dơi luôn nè. 53kg đổ lại cho em vừa. Rồi chốt cho em mã vàng kiểu nha chị. Ừ. Vàng kiểu cho em nha. Hai tay nó đi hai cái đường lai quá đẹp luôn. Rồi vàng kiểu giùm em. Vàng kiểu 253kg đổ lại vừa ha. Vàng kiểu. Ôi dễ thương quá. Hồng tim chốt cho em mã hồng cổ tim ha mấy chị ha. Tay bo hồng cổ tim giùm em ha. Hồng cổ tim 53kg đổ lại cho em vừa, chốt cho em mã hồng cổ tim nha mấy chị. Hồng cổ tim kế mặt lên với em là vàng kiểu. Vàng kiểu cho em nè. Cái này lên với em mã hồng hồng cổ tim nha. Chấm chấm like lên giùm em mấy chị. Rồi lên hồng cổ tim giùm em nha mấy chị đẹp ơi, hồng cổ tim ha. Hồng cổ tim cho em 55kg đổ lại vừa mấy chị. Hồng cổ tim 55kg đổ lại vừa. Hồng cổ tim em chốt chị Quỳnh Ngô. Đây. Chấm chấm like hết thôi chị Mai Kim. Trời cái màu này là màu tím môn mấy chị ha. Màu tím môn. Màu tím môn mấy chị. Like trước ngắn rồi sao dài. Trời cái tím môn đẹp quá. Ủa chị Mai Kim hình như có đơn, một cái đơn áo bên em đúng không? Rồi cái tím môn này 30 ngàn nha. Cái nào mà nó đơn giản mà nó... cái form nó nhỏ, cái này nhỏ, form ngắn 50kg đổ lại vừa thôi. Ở đằng trước nó ngắn, đằng trước nó phét lên vậy nè mấy chị. Còn sườn sau nó dài ra. Rồi cái tím môn này 30 ngàn nha, 50kg đổ lại vừa. Chị nào chốt nữa nha em, tím môn 30. Tím môn 30 giùm em nha. Tím môn 30 ngàn giúp em. Tím môn 30 ngàn giúp chị. Tím môn 30 ngàn. Đẹp quá. Thấy hàng rồi. Em cảm ơn chị Mai Kim nha. Rồi một cái em họ tím thổ cẩm quá đẹp luôn nè. Mua nữa đi chị. Tím môn 30 em chốt chị Vân Trang. Ôi 55kg đổ lại vừa, chốt cho em mã họ tiếp. Họ tiếp giùm em nha, 55kg đổ lại vừa mấy chị. Rồi lên cho em mã họ tiếp nha. Tím môn 30 em chốt chị Vân Trang. 55kg đổ lại vừa, chốt mã họ tiếp giùm em mấy chị ha. Hình như cái này hình con nai hay con tuần lộc vậy, hình như con nai sao. Rồi lên họ tiếp giùm em. Họ tiết nè. Rồi một cái em thổ cẩm này quá đẹp luôn. Thổ cẩm kiểu quá đẹp luôn ha. Rồi chốt cho em mã thổ cẩm. Thổ cẩm này 57-58kg đổ lại vừa mấy chị. Cái em mặc lên giùm em mã họ tiết nha. Họ tiết 55kg đổ lại vừa. Rồi cái thổ cẩm này 57kg nha mấy chị. Thổ cẩm 57kg. Chốt mã thổ cẩm giùm em ha. Hàng thổ cẩm này mấy chị vô shop mua toàn phải là trăm mấy, 200 không á. Rồi nè. Đó. Chị nào chốt nó giúp em nha. Chốt cho em mã thổ cẩm 57-58kg đổ lại vừa ha. Lên mã thổ cẩm giùm em. Hello chị Trang Thu. Dày có mỏng có chị. Cái nào dày em sẽ nói dày, còn không là nó bình thường ha. Nó bình thường. Đó, như dày là mình mặc vừa ấm vừa đẹp. Còn cái nào mà nó thiệt dày thì em sẽ nói nó dày nha. Như mấy cái này là mỏng nè, vừa phải. Rồi lên cái này lên cho em là gì? Thổ cẩm ha mấy chị, thổ cẩm. Thổ cẩm cho em nha. Rồi em lên tiếp. Ôi đẹp quá. Chốt mã chữ S giùm em mấy chị ha. Chốt cho em mã chữ S.
60kg đổ lại vừa lên mã chữ S giùm em ha. Đẹp chưa? Đen trắng phối. Cái này là gì? Fendi nè. Rồi chốt cho em mã chữ F 60kg đổ lại vừa lên mã chữ S giúp em nha. Chốt cho em mã chữ F đó chị. Quá đẹp. Rồi 60kg đổ lại vừa chốt chữ F giùm em nha. Đẹp không? Chữ F. Rồi chữ F em chốt cho chị nụ hồng mong manh. Chữ F em chốt chị nụ hồng mong manh. Chữ F hết nha mấy chị. Hello chị Tuyết Trinh. Mã chữ F hết nha mấy chị. Chữ F. Rồi cái này thì phối sơ mi, mà phối sơ mi ở phía dưới nè mấy chị. Nãy giờ lên rồi là phối sơ mi cổ không à. Rồi cái này phối sơ mi dưới nè. Đẹp quá. Em chào chị Xói Muội. Đó cái này nó phối sơ mi ở phía dưới mấy chị ha. Cái lai áo sơ mi chốt thêm mã riêu mấy chị ha. Riêu 52kg đổ lại vừa. Tay kiểu tay ngang vậy luôn nè. Đó, cái tay nó vuông vậy luôn chứ không phải nó bò ôm vô trong người mình ha. Kiểu. Rồi chị nào chốt này lấy em mã riêu. Riêu giùm em nha. Riêu mấy chị đẹp. Rồi lấy em mã riêu. 49.000 một áo mấy chị ha, chốt cho em mã riêu. Rồi chốt cho em mã chữ xanh đẹp quá. Chữ xanh 55kg đổ lại vừa lên cho em mã chữ xanh. 55kg đổ lại vừa chốt cho em mã chữ xanh mấy chị. Mấy chị nhớ nhắn theo dõi phay giùm em nha. Ồ đẹp chưa. Rồi lấy em mã chữ xanh mấy chị ha. Chữ xanh giúp em nha, 55kg đổ lại vừa. Chốt cho em mã chữ xanh. Chữ xanh. Trời ơi một cái em nằm. Chữ xanh giùm em nha. Ồ cái đầm này thương dễ cưng quá. Màu đen. Nó hình cái nơ màu trắng nè. Chữ xanh em chốt chị Mộng Tiệp. Chữ xanh em chốt chị Mộng Tiệp. Rồi ha, cái này chốt cho em mã đầm đi mấy chị. 55kg đổ lại vừa. Đẹp dữ lắm luôn ha. Chốt cho em mã đầm đen. Đầm đen cho em nha. Mấy chị mà cao cao thì mình mặc thành áo kiểu dạng như form dài á. Đó, còn như em mặc nó như vậy. Mình mặc thêm một cái quần ôm nữa rất là đẹp. Rồi chốt cho em mã đầm đen 55kg đổ lại vừa mấy chị. Len mềm. Rồi đầm đen giùm em nha. Đẹp chưa? Đầm đen, đầm đen. Chốt cho em đầm đen. Đầm đen với em nha. Cái này là em đã lọc len ra rồi, em lựa em bỏ vô á. Rồi lấy em mã đầm đen với chị ha. Ôi. Cái xám lên họ tiết hình lá sa kê bằng lông thỏ nè mấy chị. Quá là siêu phẩm luôn. Chốt cho em mã xám 52kg đổ lại vừa. Lấy em mã xám nè. 52kg đổ lại vừa. Cái này quá là siêu phẩm luôn. 52kg đổ lại vừa. Lấy em mã xám. Đây họ tiết lá sa kê nha mấy chị ơi. Ở đây là lông thỏ hết cho em nè. Đẹp chưa. 52kg đổ lại vừa. Rồi chốt cho em mã xám ha. Xám. Xám em chốt chị Tuyết Trinh. Chị Tuyết Trinh Đồng Nai đúng không chị? Đồng Nai là em giữ đơn nha. Đồng Nai không có gửi hàng được. Giữ đơn khi nào gửi được em gửi nha. Cảm ơn chị Dung Dương nãy giờ chấm chấm like nhiệt tình giùm em luôn nè. Cảm ơn chị. Chị Ngọc Thiên Tâm. Hết mã xám chị chọn mã khác giùm em nha. Em hết xám. Ôi, chốt cho em mã cọp. Họ tiết nguyên hình cọp hay sao mấy chị. Đẹp lắm. Nền đen.
nền đen ha, lên đằng trước hình cọp, còn đằng sau hình gì nè. Rồi chốt cho em mã cọp đi mấy chị. Mã cọp này cũng 52kg đổ lại vừa, 52kg đổ lại vừa thôi, chốt mã cọp giùm em nha. Đẹp nè. Rồi lên mã cọp cho em ha, 52kg đổ lại vừa. Lên mềm co giãn mạnh nha mấy chị. Cái nào mà cứng, cái nào mà nó không đẹp em sẽ sale hết cho mấy chị nha. Cọp, cọp em chốt chị mộng tiệp. Cọp cho chị, hết cọp nha chị Tiết Trinh. Chị mộng tiệp comment trước rồi chị Mạc Kho. Cái này em chốt chị mộng tiệp. Cọp hết rồi chị Dung Dương. Trời, một cái đen tiền luôn nè, chị Mạc Kho lấy cái đen này đi. Ui, để cho chị đi. Để chị rồi chị mộng tiệp la em sao, chị comment trước mà. Đây, mã đen trơn đẹp quá luôn nè. Đây chị lấy cái này không? Chốt cho em mã đen trơn. Đẹp chưa, 55kg đổ lại vừa lên mã đen trơn giùm em nha. Đen trơn. Ờ chị là hồi nãy thích cái màu đen trơn nè chị. Rồi lên cho em mã đen trơn nha. Đen trơn 55kg đổ lại vừa. Lên nhà em đen trơn. Còn nhiều cái đẹp lắm chị đẹp ơi. Rồi vàng, trời ơi đẹp quá à. Vàng kiểu. À cọp cho con gái hả? Người ta comment trước em đâu để chị được. Rồi cái kiểu đẹp quá luôn nè mấy chị. Lên với em mã này cà phê sữa. Cà phê sữa cho em 53kg đổ lại vừa nha. Chốt cho em cà phê sữa. Cà phê sữa mấy chị ơi. Cà phê sữa cho em ha. Cà phê sữa cho em nè. Đẹp quá. Màu đó là màu cà phê sữa ha. Màu cà phê sữa. Vàng kiểu. Vàng kiểu là nào ta? Để một xíu nữa em kia coi có cái nào mà hình cọp như vậy không. Còn cái nào hôm lấy ra nha chị. Hình như nó không có cả hai cái đâu. Chị Tiết Trinh ơi, cái này là màu cà phê sữa, chị lấy cái này đúng không? Cà phê sữa nha. Đó. Cái form gì nè. Lên mềm. Hai bên nó sẽ như nè. Cái em mặc là mã cà phê sữa nha chị Tiết Trinh. Còn vàng kiểu hồi nãy em lên có vàng kiểu ở này nè. Đây là vàng kiểu cánh dơi. Em lên cái này vàng kiểu. Đây hồi nãy em lên có này vàng kiểu cánh dơi nè chị. Còn cái kia là chốt giùm em là cà phê sữa nha. Cái này vàng kiểu nè, cánh dơi 52-53kg đổ lại đó. Chị lấy cái nào, một cái là vàng kiểu, một cái là cà phê, màu cà phê sữa nha. Vàng kiểu nè, dễ thương không? Rồi vàng kiểu ha, cà phê sữa ha. Comment mấy chị, comment đúng cái mã em đọc á. Em lấy nó khỏi, nó không có bị lộn. Mấy chị comment nó không đúng cái mã em đọc là nó sẽ lộn. Vàng kiểu, ok chị, cái vàng kiểu này đẹp dữ lắm luôn. Rồi vàng kiểu chốt chị Tiết Trinh. Rồi cái này trước ngắn làm sao dài hả? Chị nào chốt cái này lên với em mã trắng đen ha. Trắng đen cho em 55kg đổ lại vừa, chốt cho em mã trắng đen. Đẹp quá. 55kg đổ lại vừa lên mã trắng đen giùm em với chị thôi. Phần trước ngắn đằng sau dài nha. Đó, mặt kiểu như vậy nè mấy chị. Ừ. Rồi lên em mã trắng đen ha, trắng đen. Trắng đen 55kg đổ lại vừa. Rồi, chị là chốt lên em mã trắng đen ha. Trắng đen. Rồi. Cái xanh hình con thỏ mấy chị ha. Này mã xanh hình con thỏ. Xả 30. 52-53kg đổ lại vừa, chốt cho em mã xanh 30.000 ha. Xanh 30.000 giùm em. Cái này nó cute. Cái này nó cute em xả 30.000. Rồi chị nào chốt lên với em xanh 30. Xanh 30 giùm em ha, 53kg đổ lại vừa. Xanh 30, 53kg đổ lại vừa giùm em nha. Còn cái nào không nữa ta?
Rồi cái xanh thù, cái này đẹp quá mấy chị. Họ tiết thổ cẩm ha. Để em coi thử nha chị, có là em lấy em bỏ cho chị nha. Ôi cái này sao nhìn vậy mà mặt nó nhỏ vậy ta. Ôi cái này đẹp quá mấy chị, nhưng mà hơi nhỏ. Ôi cái này 47kg đổ lại thôi mấy chị. Em mặc vô em 45kg mà em mặc vô nó vừa nè. Tầm chừng 47kg đổ lại cho em vừa nha. Rồi chốt cho em mã phối, phối sọc. Chốt mã phối sọc giùm em ha. Đẹp lắm nha mấy chị, cái điều nó hơi nhỏ. Nhỏ cái form của em là khó bán. Form nhỏ là khó bán. Form nhỏ là nó qua, nó qua của con nít luôn á. Rồi chốt cho em mã, mã phối sọc giùm em ha. Phối sọc giùm em nè. Ôi, cái này là hiệu siêu phẩm luôn á mấy chị. Mà điểm nhỏ xíu à. Nhỏ, đó thì huyên hình gì á, vừa thiêu và vừa thổ cẩm luôn, nhưng mà nhỏ xíu rồi. Cái này em sale 30 nha, thì 45kg đổ lại thôi nha mấy chị. Đó 45kg đổ lại thôi, chị nào chốt lên với em mã riêu 30, mã riêu 30 giùm em nha. Đó, họ tiếc nó hơi hoằng ngoèo. Riêu 30.000 giúp em ha, riêu 30.000 nha mấy chị. Tiếp, ôi một cái em vàng trơn đẹp quá, riêu 30.000. Ồ đẹp quá chưa. Đó chị nào không thích màu mè trơn. Rồi cái này lên giúp em mã vàng mấy chị đẹp. Vàng 52-53kg vừa, lên mã vàng giùm em nha. Rồi vàng 52-53kg vừa, chốt em vàng. Nó bo dưới đây nha mấy chị đẹp. Cái này bo, cái này bo nha. Rồi lên vàng cho em mấy chị ha. Vàng, vàng tay nó vuông như vậy nha, rất là đẹp luôn, kiểu rất là đẹp. Xanh lá cây. Ok chị, cái xanh lá cây đó là xả 30 thôi nè. Tại vì cái màu, thấy cái màu nó hơi tươi. Họ tiết hình con thỏ. Với lại cái form nó cũng nhỏ nữa. Đây cái xanh lá cây thỏ nè. Rồi cái xanh lá cây thỏ này xả 30 nha, 50kg đổ lại cho em thôi. Thế nào chốt lên với em mã xanh 30. Xanh 30 giùm em. Đẹp lắm chị. Rồi lên với em mã xanh 30. Cái này nhỏ nha chị, đủ hồng mong manh. 50kg đổ lại thôi nha chị đẹp. Cái này hiệu luôn á chứ. Không, cái này hiểu luôn á, mà tại vì cái kiểu cái màu nó em thấy nó khó bán, loại khách của em trước giờ là tung tung niên không à. Cái nào mà ấy thì em sale lỗ luôn đó. Rồi cái này vậy em chốt chị nụ hồng mong manh ha, ok chị nha. 30.000 thôi. Trời ơi, một cái em màu này, màu đẹp quá mấy chị. Kiểu cũng đẹp nữa. À 43kg ok ha, 43kg nhỏ hơn em nữa. Em 45kg. Đẹp quá mấy chị ơi. Cái màu này nó là màu gì ta? Nó màu đồng á. Nó màu đồng á mấy chị ơi, đẹp dữ lắm luôn. Rồi chốt mã đồng cho em 58kg đổ lại vừa lên với em mã đồng ha. Đồng giùm em nha. Chị Linh Thúy 60kg cũng có chị, nhưng mà ít lắm, đa số là 57-58kg trở lại à. Để em lên. Trời ơi, một cái siêu phẩm này mấy chị ơi, lông thỏ nè. 49.000 một áo nha chị Phương Anh ơi. Còn giá khác là em sẽ báo ha. Tại có những cái em sẽ sale có 30-35.000 thôi. Có những cái áo khoác mà siêu phẩm đó thì áo khoác có 75.000, áo hết đi 60.000 thôi chị. Trời, cái màu đồng đẹp quá trời luôn. Cái này nó thiêu nổi lên nè, nó dập nổi lên nè mấy chị thấy không? Đó, kiểu nó dập nổi lên vậy nha. Rồi đồng này em chốt chị Phi. Cỡ nào em không nói giá là 49.000 hết nha chị Phương Anh ơi. Hàng này hàng tuyển nha chị, hàng siêu cấp ạ.
Rồi chị Phi. Rồi một cái em lông thỏ xịn sò luôn mấy chị ơi. Cái này lông thỏ nha. Cái mà áo len mà len lông á là mấy chị mua không có cái nào mà dưới 200 ngàn hết á nha. Ừ. Rồi 58kg đổ lại cho em, vừa chốt cho em mã sọc xanh 49 ngàn luôn. Cái này đáng bán giá khác, em bán 49 ngàn luôn. Chị nào chốt lên sọc xanh giùm em nha, lông thỏ nha. Đây, lông thỏ nè, mấy chị nhìn về là thấy lông thỏ nha. Chứ nhiều khi kêu nó nói lông thỏ là cái gì mà len là cái gì nha. Lông thỏ là mấy chị nhìn thấy nó lông lên nè, thấy không? Đó. Rồi chốt cho em mã sọc xanh 58kg đổ lại vừa. Đó, lông thỏ đó. Ui, đẹp chưa? Rồi chốt cho em mã sao nha mấy chị ơi. Màu này là màu vàng đồng nè. Màu vàng đồng theo cái hình ngôi sao. Hai bên nó chạy chữ quá đẹp luôn. Rồi 53kg đổi lại cho em vừa chốt cho em mã sao. Đẹp quá. Hai bên nó chạy chữ này nè mấy chị. Đó. Hai bên chạy chữ trên tay mình nè. Cái này giống thể thao đó. Rồi mã sao cho em nha. Sam chốt chị Tiết Trinh. Ủa Đồng Nai có biết khi nào gửi hàng được không chị? Thành phố tháng nữa mới gửi được quá. Rồi nè em chốt chị Tiết Trinh. Giữ đơn nhiều quá, gần cả trăm đơn em giữ ở đây rồi mà không gửi đi được. Trời ơi, một em đỏ, đỏ cổ tim, quá đẹp luôn. Giữ đơn ok chị nè, đỏ cổ tim mà lên sọc nè mấy chị ơi, đẹp không? Rồi chốt cho em mã đỏ tim. Đỏ tim. Hương đâu mà ta, em lấy cái này không nè Hương nè. Đỏ nè. Rồi 53kg đổ lại cho em vừa chốt cho em mã đỏ tim mấy chị. Đó là cổ tim mà cổ nó đắp chéo vậy nè. Đó. Rồi chốt đỏ tim cho em nha. Đỏ tim. Đẹp á. Nên mềm có giãn. Ok chị. Đen trơn kính cổ, hồi nãy em có mặc một cái đen trơn đó, không xong thấy chị lấy ra đây nè. Mà không biết có kính cổ không. Đây chị, đen trơn kính cổ nè, chị đẹp. Đây đen trơn nè. Kính cổ nha. Ồ. Cái này hả? Hôm nay không biết thơm ơm không, để mặc vô thử chị có lấy không nha. Nè đen trơn nè. Đó, kiểu như vậy. Ờ cái này không có ôm chị ơi, cái này nó suông theo người mình chứ không có ôm. Rồi chị nào chốt đen trơn, lấy đen trơn giùm em nha. Đen trơn 52kg đổ lại vừa. Tay nó cũng kiểu luôn, có tay vuông vậy luôn. Đó, nó suông ha. Rồi đen trơn, cổ tim. Ok Hương. Cái đỏ lên đẹp quá trời luôn. Đó, quá đẹp luôn. Cái này không được hả chị? Rồi ơi, màu tím nho. Đây màu tím nho. Rồi cái này hiệu luôn nè mấy chị ơi. Màu tím nho nha. Chốt mã nho cho em. Rồi. Ồ ôi. Đỏ tim chị chốt em rồi ha. Rồi 53kg đổ lại cho em vừa mấy chị, chốt cho em mã nho. Chốt mã nho giùm em nha. Màu nho, những cái màu này mấy chị mặc lên sang dữ lắm.
sang dữ lắm ha. Rồi chốt cho em mã nho đẹp quá luôn. Nho cho em nha. Nho mấy chị 49.000 một áo chị ha. Hoodie có chị, hoodie 60.000 một cái nha. Rồi chị nào chốt mã nho lên mã nho giùm em. Nho đỏ. Đỏ tim chốt như Hương rồi á. Rồi nho em chốt chị Tuyết Trinh. Rồi cái bàn này con, trụ cái bàn này tự nhiên có cái cây kim băng ở đây nữa nè mấy chị. Mua cái áo này là lời được cái cây kim băng nữa nha. Đó, ôi đẹp quá. Chị nào mà thích kiểu á thì gỡ cây kim băng này ra cho nó xòe ra luôn. Còn chị nào không thích thì để cây kim băng vậy ha. Đó, kiểu như vậy nha, đẹp quá. Rồi 58kg đổ lại cho em vừa nha. Chốt cho em mã vàng 58kg đổ lại vừa mấy chị. Rồi lên vàng cho em nha. Cái này mặc với quần bo, quần rinh rồi đó. Rinh ôm rồi đó, rất là đẹp mấy chị ha. Rồi chốt cho em mã vàng. Vàng giùm em ha. 58-60kg đổ lại vừa chốt vàng mấy chị. À hết đi nè. Cái này nãy em lên rồi. Hấp đi là nó có nón đó, đó như vậy hơn 60.000 một cái. Cái này là màu xanh gì vậy? Màu xanh đen. Cái này màu xanh đen. Đây ha. Rồi 55kg đổ lại vừa cho em nha. Chốt cho em mã xanh đen 60.000 mấy chị. Rồi lên giùm em mã xanh đen. Xanh đen giùm em mấy chị đẹp. 55kg đổ lại vừa. Tây phối vậy ha. Đó. Có nón. Mặt này giống trẻ trâu quá. Chờ em xíu nha. Còn chị còn lên nhiều lắm, chờ em xíu. Rồi lên cho em mã xanh đen nha mấy chị ơi. Khoác hết rồi chị. Khoác hết rồi, còn lại là áo áo hết đi không à. Rồi màu gì? Màu cam sữa. Em like theo màu áo bà ba nếu quen. Màu cam sữa 53kg đổ lại vừa chốt cho em mã cam sữa có nón mấy chị ha. Hết đi nha. Rồi lên cam sữa cho em. Cam sữa mấy chị đẹp. Cam sữa nha, cái này là hot đi. 60.000 chốt cho em cam sữa. Rồi một cái đen thui luôn. Trời cái này đẹp quá rồi mấy chị. Cái này quá đẹp luôn. Cái này quá đẹp luôn nha, tại em cuộn tóc nó thành nó hình cục lên. Đó. Cam sữa em chốt chị Tiết Trinh. Rồi cái này lên cho em mã đen mấy chị. Hết đi 60.000. Đen 52kg đổ lại cho em vừa nha. Rồi lên cho em mã đen. Cam sữa em lấy chị Tiết Trinh. Hello chị Huệ. Má lên mặt chị Huệ. Ủa Đức Hòa Long An em thấy ship hàng được mà. Em có đơn ở Long An thấy giao được đó chị. Rồi cái đen cho em nha. Cái
đen này bo mấy chị phong ngắn thôi, rất là đẹp luôn. 52 kg đổ lại vừa, chị nào vừa chốt cho em đen. Cái đen hot đi này 60.000 cho chị Mai Hoàng ơi. Đen hot đi này 60.000 cho em nha. Hiệu luôn. Hiệu luôn quá đẹp. Rồi chị nào chốt đen lên nhà em đen. Em thấy Đức Hòa Long An là giao hàng được mà. Ồ, một cái áo kiểu cái áo kiểu bánh bèo với chị. Dạ áo 49.000, còn cái nào giá khác em nói ha chị Mai Hoàng ơi. Bộ có không? Đồ bộ hả chị? À chị điểu xong tập. Có chị, trời ơi. Cái này nó vậy nè. Cái này và chị nào mà bánh bèo á. Chị nào bánh bèo mặc nha. Á, à, cái tay cái kiểu vậy nè. Ờ, nhìn giống cái hoa gì á. Rồi chốt mã kiểu cho em đi mấy chị. Kiểu này 52 kg đổ lại cho em vừa nha. Chốt mã kiểu cho em nha. Kiểu. Cái tay nó vậy nè. Đó. Giao được. Đức Hòa Long An có đơn giao rồi mà. Của chị đó 6 bộ đồ luôn giao rồi. Đẹp chưa? Rồi chứ nào chốt kiểu lên mã kiểu cho em nha. 50-52 kg đổ lại. Cổ tim. Rồi chốt mã kiểu cho em mấy chị. Giao được chị Huệ. Trời, một cái tháp Paris. Tháp gì đó, tháp brand đó. Màu xanh đen thôi, cái này là lông thỏ ở trước nè. Có đẹp luôn, thiêu ở trước. Rồi chốt cho em mã xanh đen. 53 kg đổ lại vừa lên cho em mã xanh đen mấy chị. Xanh đen nha. Rồi xanh đen cho em thôi. Xanh đen cái tháp cái brand ở trước đó. Cái tháp, cái chỗ gì của nước tháp đó là tháp tháp gì đó. Rồi xanh đen cho em. Tháp. Ok chị. Chị mộng tiệt. Trời ơi đẹp quá. Chốt cho em mã vàng chữ mấy chị ha. Vàng chữ cho em nha. Hai bên tay nó có phối nữa nè. Rồi vàng chữ giùm em. Mặc cái vô. Rồi vàng chữ 52 kg đổ lại cho em vừa. Chốt cho em mở vàng chữ mấy chị. Vàng chữ giùm em nha. Vàng chữ 52 kg đổ lại vừa. Ô cái em này đẹp quá luôn. Nó là màu hồng đất á. Hai bên tay có phối thổ cẩm rồi nha mấy chị. Ừ. Đằng trước có một cái túi xinh xinh nữa. Rồi chốt mã hồng đất giùm em nha. Ờ, đằng trước có cái túi nữa nè. Hồng đất giúp em mấy chị ho. Mấy cái chỗ này là chỗ ăn tiền của đó đó mấy chị. Nhấn lên cái áo rất là đẹp. Rồi ha. Nên vậy em hồng đất. Hồng đất này 55 kg đổ lại cho em vừa nha. Rồi chốt cho em mã hồng đất. Cái vàng em mặc là 52 kg thôi. Chắc người ta không có gửi hàng bưu điện á. Chứ chắc người ta không gửi hàng bưu điện được đó chị. Chứ hàng em gửi cái gì. Cái gì Đức Hòa Long An đó. Gửi được mà. Vàng chữ em chốt chị Quỳnh Ngô. Hồng đất em chốt chị My. Vàng chữ em chốt chị Quỳnh Ngô nè. Rồi hồng đất em chốt chị My. Dễ thương lắm, cái này dễ thương. Hay là cái chỗ chị thì không xếp được. Tại em thấy cũng là Đức Hòa. Trời ơi, một em xám. Ôi xám, dễ thương quá. Ôi xám này mấy chị ơi. Tay nó lỡ lỡ, rất là đẹp. Rồi xám 52 kg đổ lại cho em vừa nha. Chốt cho em mã xám 52 kg đổ lại vừa ha. Đó, tay nó lửng lửng tới đây bo lại luôn chị ha. Rồi, chúng ta chốt xám lên xám cho em. Xám. Chốt cho em mã xám. Ồ, cái này đẹp quá. Đó, cái len nó này mấy chị. Nhìn ho. Xịn sọ luôn. Len rất là mịn nha. Ừ.
Rồi cái này là nó màu gì? Nu, chốt mã nu giùm em ha. Chốt cho em mã nu. Rồi nu 55kg đổ lại dừa lên mã nu giùm em đó chị. Màu nu. Nu giùm em. Đồ bộ mai đi chị, hôm nay là lai áo len. Rồi mã nu giúp em nè. Đây mấy cái này nó dày và có lửa luôn. Chị gì? Chị Trang Thu. Đó, như cái này dày nè. Đó, cái này dày nha. Chị nào thích dày lấy cái này. Còn những cái em mặc là len mỏng, len vừa. Ồ, cái đen này chấm muối tiêu đẹp quá nè. Rồi cái mặt chốt cho em nu. Đây cái đen này dày nha mấy chị, gì nào mà ở vùng lạnh đó mình lấy mặt ấm luôn. Đen nó lên cái chấm trắng giống muối tiêu, là muối tiêu á, cổ cao luôn. Ồ đẹp quá. Được chưa? Rồi 55kg lại vừa hai bên nó sẽ về nha mấy chị đẹp ơi. Hai bên nó sẽ kiểu gì không? Đẹp quá luôn, cổ như vậy nha, chị nào không thích thì mình bẻ xuống. 55kg đổ lại vừa đẹp quá trời luôn đó chị. Chê xíu sạc pin nha. Đen dày em chốt chị mạc hoa. Chờ em xíu. Rồi đen, hết đen nha chị Mộng Tiệp ơi. Rồi đen dày em chốt chị mạc hoa. Rồi cái này cổ chị không lấy. Chị không lấy hả? Vậy em chốt chị Mộng Tiệp. Chị Mộng Tiệp ơi có lấy không chị? Lấy comment lấy lên nha, em ghi cho chị nha. Rồi cái này màu vàng nghệ mấy chị ha. Vàng nghệ. Rồi cái này em xả 30.000. Này 60kg đổi lại vừa, chốt cho em vàng 30.000 ha. Cổ nha, cổ này cổ lọ luôn á, cao lên luôn á. Rồi cái vàng nghệ này 60kg đổi lại vừa xả 30, chốt cho em vàng nghệ 30. Vàng nghệ 30 60kg đổi lại vừa. Tàn trước ngắn tàn sau dài nha mấy chị. Nên rất là đẹp. Nhưng mà cái này em thấy cái form nó bình thường, kiểu nó bình thường em xả. Lấy ok chị Mộng Tiệp. Rồi cái vàng nghệ 60kg 30.000 nha, chị nào chốt lên giùm em. Cái vàng nghệ cũng lên dày nha mấy chị. Vàng nghệ lên dày. Chị Triệu Hà nhắn ở đâu, nhắn nhầm vô em, mấy em hả thấy gì? Nhân gì tự nhiên nhắn gì không hiểu vậy? Ôi cái này nó đẹp quá mà nó bị dính màu gì ở trước nè. Màu này là màu cam đất nè mấy chị. Màu cam đất. Ồ cái này đẹp dễ mang luôn mà nó ở đây, ở trên cái đây nó bị dính có con vết gì không biết, em biết là giặt có ra không. Rồi em xả 30 luôn, chị nào chốt lại với em mã cam 30. Cam 30 này tầm chừng 5-7kg đổ lại vừa nha. Về với chị giặt chắc là ra nó lại dính cái màu gì đi thôi à. Ở chỗ này cái nữa nè. Đó. Rồi cam 30 giùm em nha, màu cam đất quá đẹp luôn. Về giặt mấy chị. Chị Nguyễn Kiều, dạ không có áo khoác chị ơi, không có áo khoác. Rồi lên nha em mã cam 30, nó chỉ có dính một cái vết, do nó giống như là cái vết dơ vậy thôi, về giặt chắc ra đó mấy chị.
cam 30 chốt chị mộng tịt. Chị Triệu Hà comment gì vậy? Hello chị Tuấn Khang. Rồi cái này form ngắn rồi mấy chị. Đó này form ngắn nha. Chị là chốt lên với em mã xanh 50kg đổ lại cho em vừa. Form ngắn kiểu cái tay nó cũng vuông luôn. Đó cái form vuông và tay nó vuông luôn nha. Chị là chốt với em mã xanh. Cái này họ tiết thổ cẩm nè. 50kg đổ lại cho em vừa lên với em mã xanh. Rồi form này nó mặc nó ngang ngang vậy chứ nó không có ôm vô người nha mấy chị. Nó hỏng hỏng gì đó. Rồi hai cái tay nó vậy luôn nè. Cái này là hơi bị tinh. Cái form hơi bị trẻ. Rồi vậy là chốt với em mã xanh nha. Thổ cẩm đẹp quá trời luôn. Rồi xanh dùm em. Ồ thổ cẩm nữa nè. Quá đẹp luôn. Ồ ôi. Cái này form ngắn luôn mấy chị. Tay bo. Tay bồng á. Tay bồng. Rồi chỉ là chốt này lên dùm em mã tay bồng nha. Mã tay bồng dùm em. Rồi cái này mặc dày nha mấy chị đẹp. Đó. Kiểu nó tay bồng nè. Bo ở đây. Phòng dưới đây. Rồi chỉ là chốt này lên tay bồng cho em. Cái này thổ cẩm quá mấy chị ho. Đẹp giả mang luôn đó. Giờ cái này thì trẻ, mấy chị của mình chắc không chốt được đâu. Cái này form tuổi tinh. Rồi 50kg đổ lại vừa. Chốt cho em mã tay bồng nha mấy chị. Cái mặc lên mã tay bồng giùm em nha. Tay bồng giúp em. Ừ. Rồi lên cho em mã tay bồng. 50kg đổ lại vừa ha. Chốt cho em mã tay bồng. Một cái vàng cổ tim, cái này 60kg đổ lại vừa mấy chị. Chốt cho em vàng. 60kg đổ lại vừa lên mã vàng cho em nha. Vàng trơn luôn. Nhà thích trơn thì mình lấy. 60kg đổ lại vừa ha. Mấy cái form rộng rộng này mặc dễ thương lắm. Rồi chốt cho em vàng trơn cổ tim. Vàng trơn cổ tim giùm em nha. 60kg đổ lại vừa mấy chị. 60kg đổ lại vừa chốt cho em vàng trơn. Vàng trơn 60kg. Rồi lên vàng trơn giùm em. Cái này xanh gì không biết nữa. Rồi cái xanh này em xả 30. Chốt cho em mã xanh 30. 57kg đổ lại vừa lên em mã xanh 30 nha. Rồi xanh 30 cho em. Xanh 30 nha chị. 57kg đổ lại vừa. Đây cái màu xanh nó gì nè. Rồi chỉ là chốt để em mã xanh 30 cái này sale. Rồi xanh 30 cho em. Rồi cái này tàn cước ngắn đằng sau dài nữa chị ha. 60kg đổ lại vừa. Chốt cho em mã 60 xả 30 ngàn luôn. Rồi chỉ là chốt này lấy cho em mã 60 nha. Chốt mã 60 giùm em 30 ngàn. 60kg đổ lại vừa. Cái này to mấy chị. 60kg đổ lại vừa chốt cho em mã 60 nha. Mã 60 30 ngàn. Ui đẹp quá. Rồi cái này chốt cho em mã đen phối. Đen phối giùm em. Cái này đẹp nè mấy chị. Ba màu. 55kg đổ lại vừa chốt cho em mã đen phối. Chốt mã đen phối cho em nha. 55kg đổ lại vừa ha. Rồi lên giùm em đen phối mấy chị ha. Đen phối 55kg đổ lại vừa. Ôi đẹp quá. Cái này chốt cho em mã. Mã gì? Ôi ở trước này là có chữ, ở dưới này là cái hình ngôi sao. Rồi chốt cho em mã xanh. Chốt cho em mã xanh ha. Đẹp quá. Đen phối em chốt chị Dung Dương. Đen phối em chốt chị Dung Dương. Này rớt mạt rồi. Đen phối em chốt chị Dung Dương. D
đen phối hết rồi chị mặc ha. Thằng này mới thích màu đen mà ba chốt chứ sao mà nó hết không vậy đi. Đâu rồi? Chờ nè em chốt chị Dung Dương. Chị nào có đơn chốt inbox qua giùm em nha, chị Dung Dương mình inbox qua giùm em nha. Qua cái file em đang like á, tại cái file này mới em không có tự inbox cho mấy chị được. Rồi nè em chốt chị Dung Dương. Chị Triệu Hà. Xanh. Xanh nào chị? Xanh này hả? Chốt đủ đơn cho em nha chị Triệu Hà, chốt ở giữa này có cái kiểu nữa chứ. Rồi chốt mã xanh sao giùm em mấy chị ơi, inbox rồi em cảm ơn chị. Chốt cho em mã sau. Sao xanh. Sao xanh cho em nha, cái này đẹp quá nè. Sao xanh cho em ha, đẹp chưa? Sao xanh này 50kg đổ lại thôi mấy chị. Chị Triệu Hà vừa cái này không, cái này 50kg đổ lại ha. Cái xanh này 50kg đổ lại à, chị vừa không? Hello chị Bến Thị Lê, hello chị. Cái này 50kg đổ lại hà, chị có vừa không chị đẹp ơi? Em sợ chị không vừa. Ok chị Dung Dương, cảm ơn chị nha. Rồi cái xanh nè, cái xanh sao này 50kg thôi, không có vừa, chị không có vừa. Đúng rồi, em biết chị không có vừa. Ôi, một cái em sọc này đẹp quá luôn nè. Này đúng là siêu phẩm luôn mấy chị. Hai bên có hai hàng nút kiểu nè. Xanh. Xanh em chốt chị nụ hồng mong manh. Đúng rồi chị, trời ơi cái này đẹp quá. Chốt cho em mã đen trắng mấy chị nha. Chốt cho em mã đen trắng. Ở hai bên vai nó có ba cái hộp nút gì nè. Dài mình thích mở ra mình mở nha. Đây ha mấy chị ha, cái này mình gài lại được nha. Ủa bên đây nó bắt hết hộp nút mất rồi. Trời ơi uổng chưa. Cái áo đẹp. Rồi cái này nó mất hố hộp nút mất tiêu rồi, em giả 30 đi. Chị nào về kiếm nút dán vô giùm em nha. Cái này đứt nút rồi, đó mỗi bên nó ba nút vậy nè. Ủa bên này, ủa đem coi thử coi nó có nút không hay là nó sao. Đúng rồi nó bị đứt nút rồi mấy chị. Để kiểu cũng được ha. Về mấy chị gỡ bên này hộp, bên kia ba hai hộp, gỡ bên kia dán qua bên này. Đúng rồi cái này nó có nút kiểu đẹp quá luôn mà nó bị rớt nút rồi. Chị nào về gắn vô rồi em xả này 30 nha. Đó trời ơi nút nó đẹp gì đâu mà bị rớt nút rồi. Rồi chốt cho em mã sọc 30, cái sọc này 55kg đổ lại vừa. Sọc đen trắng 30.000 nha. Chị nào về mình thế cái nút khác vô. Rồi sọc đen trắng cho em 30.000. Không chị nào lấy em để em sửa mặt cũng được, cái áo này đẹp. Đẹp quá. Sọc đen trắng 30.000 ha, cái đó em sale nó bị mất lúc. Rồi, cái này chốt cho em mã caro giùm em mấy chị ơi. Đẹp quá luôn. Cổ lọ. Nó đi mấy cái đường chỉ hồng quá đẹp luôn. Rồi chốt mã xanh hồng cho em đi mấy chị, xanh hồng 55kg đổ lại vừa, lên cho em mã xanh hồng nha. Xanh hồng 55kg đổ lại vừa. Rồi chị nào chốt lên mã xanh hồng giùm em ha. Xanh hồng mấy chị. Rồi lên cho em mã xanh hồng. Cổ này cổ cao luôn á. Rồi lên mã xanh hồng giúp em ha. Xanh hồng 55kg đổ lại vừa nha. Rồi cái này kiểu thắt dây bên à, kiểu rút mấy chị ha. Rút eo, rút quá đẹp luôn. Cái này là làm sao ta? À, đằng sau nó rút như vậy nè mấy chị. Thay đằng trước à, như vậy chứ như vậy mới đúng nè. Rồi cái này thích này lên em mã xanh nha mấy chị ơi. 55kg đổ lại vừa, chốt cho em mã xanh. Rút eo nha. Đây cái dây rút eo nè.
cột lơ kiểu ha. Rồi lên mã xanh cho em nha. Xanh. Rồi thích xanh chốt cho em mã xanh nè, 55 chỉ độ đại dừa. Rồi lên mã xanh giùm em. Xanh nha chị đẹp. Ôi em này nó giống như thể thao á. Đẹp chưa? Chốt cho em mã cam chữ. Lên mã cam chữ giùm em nha. Cam chữ cho em nè. Cái này kiểu tu tu quá đấy. Rồi cái này hơi tinh mấy chị. 50kg đổ lại cho em dừa. 50kg đổ lại cho em dừa nha. Chốt cho em mã cam chữ. Mấy chị ơi cam chữ. Chị nụ hồng mới này đẹp nè chị. Rồi cam chữ giùm em nha. Cái này là kiểu đó mấy chị hơn. Kiểu này đó. Hồi nãy cái đồng kia tự nhiên nó có một phát lỗ chứ nó bị đắp. Còn này kiểu đó rõ ràng luôn. Rồi lấy em mã cam chữ. 49.000 một áo chị Mai Lý. Cam chữ giùm em nha. Rồi lên giùm em cam chữ. Cam chữ. Một em họ tiết. Chốt cho em mã xanh trắng. Lên mã xanh trắng cho em ha. 57-58kg đổ lại dừa. Lên giùm em mã xanh trắng mấy chị. Đẹp quá. Xanh trắng cái này họ tiết nha. Chốt mã xanh trắng giùm em nha. Xanh trắng mấy chị ha. Xanh trắng. Ui, hồi nãy chị nào chốt cái này còn cái vàng nè, nãy chị nào chốt ta. Đây, cổ sơ mi. Nãy chị nào chốt mà em kêu hết, giờ còn cái nè mấy chị. Rồi chốt mã vàng giùm em ha. Vàng mấy chị đẹp nha. Rồi chị nào chốt với em mã vàng. Vàng giùm em. Còn một cái mà nãy em kêu hết. Ôi, đẹp quá. Rồi thổ cẩm này chốt cho em mã sọc tím. Chốt cho em mã sọc tím đó chị. Sọc tím giùm em nha. Đây. Cái này thổ cẩm luôn ha. Đẹp chưa? Rồi sọc tím 50kg đổ lại dừa. Lên giùm em sọc tím nha. Sọc tím mấy chị đẹp. Chốt cho em mã sọc tím. Chị nụ hồng mong manh hình như hồi nãy lấy cái gì ta có chốt rồi sao á, có chốt một cái mã vàng rồi, có. Rồi này lên giùm em sọc tím nha mấy chị, sọc tím ha. Có hồi nãy có chốt chị cái đó rồi. Ui dễ thương quá. Cái này thon ngắn. Họ tiết luôn nè. Rồi chốt mã sọc xanh giùm em mấy chị. Thon ngắn nha. Cái này tầm chừng 47-48kg đổ lại vừa thôi. Chốt mã sọc xanh cho em ha. Sọc xanh. Sọc xanh đẹp quá. Rồi lên giùm em sọc xanh. Sọc xanh, sọc xanh. Ui hương đâu ta, có cái đỏ đô nè. Còn cái đỏ đô nè. Hồi nãy chị nào chốt cái đỏ đô này kiểu không mấy chị ha. Đỏ đô này kiểu nè. Mấy chị nhớ nhắn theo dõi khoai em đăng like nha mấy chị. Em là em bán đồ bộ, đồ bà ba với áo len nha. Đây cái đỏ đô này như vậy mấy chị. Đặt vậy nè. Có cái dây cột nơ ở hai bên tay áo kiểu. Rồi chị nào thích ngày chốt đỏ đô giùm em nha. Đỏ đô 57kg đổ lại cho em dừa. Đó. Cột cái thành cái tay nó le như vậy nè mấy chị nè ha. Cái kiểu nó vậy đó. Cột cái tay nó le. Cái nơ như này. Rồi bên đây có một cái nơ nữa. Rồi chứ này thích này chốt đỏ đô giùm em. Ngang cột được. Cột lại cái tay nó le vậy nè mấy chị nè ha. Rồi lên em đỏ đô đồng thòng vậy đó. Đỏ đô này 57kg lại vừa nha. Vậy là duy chốt đỏ đô giùm em ha.
Rồi lên em ở đỏ đô. Kiểu đẹp lắm mấy chị, tại em chưa hát cái nơ lại á. Cái này đẹp quá nè mấy chị ơi. Chữ nổi, lên chữ nổi lót luôn chị nào, chốt nè. Và chị Hoa này bấm em màu đen. Bấm em màu đen để em coi coi. Đen gì đây? Đây. Đen nè. Này đẹp chị Hoa, lấy đi nè chị Hoa ơi. Rồi 55kg đổ lại vừa, chốt mã đen giúp em nha. An Giang. Ok chị nụ hồng mong manh. Vậy là em gửi luôn nha, em khỏi gọi điện nha. Em chốt đơn gửi luôn, khỏi gọi điện mình ha. Chị nào cho địa chỉ thì em gửi luôn. Tên Na hả chị? Rồi cái đen này mấy chị đẹp 55kg. Đổ lại vừa nha, chị nào vừa chốt đen thì em tay le nha. Đó, cái này tay le. Đó với em mã đen. Giờ kiếm không ra đâu chị, nhiều lắm mấy trăm áo ở đây rồi không kiếm được. Nè cái này được không? Cái này là mã nâu. Cảm ơn chị nụ hồng mong manh nha. Cái đen em mặc là tay le này dễ thương không? Đó. Quá đẹp luôn. 55kg đổ lại vừa len đẹp. Ok chị nụ hồng mong manh nha. Con gái chị bao nhiêu ký chị mặc ho? Rồi cái này mấy chị lên giùm em, cái này có chữ, cái chữ gì? Kali. Chốt cho em mã chữ nâu mấy chị, chữ nâu giùm em nha, chữ nâu. Chị Hoài An. Chưa chị, đồ may xong rồi nhưng mà bây giờ là chưa có gửi đi được. Xe đâu có đi được đâu. Nên hàng chưa có gửi lên được. Rồi cái này 50kg thử lại vừa, chốt cho em mã chữ nâu. Chốt mã chữ nâu nhà em nha. Đây 50kg đổ lại vừa, lên mã chữ nâu giúp em mấy chị. Chữ nâu. Em inbox qua em chị đây là sáng mai chị đếm bao nhiêu cái thì chị tính tổng tiền nha. Giờ không nhớ bao nhiêu cái hết. Rồi lên em mã chữ nâu. Chữ nâu cho em ha. Ủa hồi nãy đầu lai em khui cái bịch này. Đây hàng của em gửi đi là đóng bịch như thế này nha mấy chị. Đó. Em vẫy tay qua cho chị một cái nha. Em vô nhắn tin bóc qua chị một cái. Rồi sáng mai chị đếm bao nhiêu cái chị tính tiền nha. Đủ hồng mong manh. Rồi chị nhắn qua cho em nha. Ủa cái này khoát nè. Khoát là kiểu như nó là gì, giống như da ép vậy mấy chị. Láng o đẹp lắm. Ôi cái khoác này đẹp quá luôn nè. Rồi 55kg đổ lại vừa 75.000 giùm em, chốt cho em mã khoác xanh. Chị Tuấn Khang. Rồi chốt mã khoác xanh giùm em nha mấy chị ơi. 55kg cái này mặc kiểu bo nha. Mặc kiểu bo. Kiểu giống như là bomber. Khoác hả chị? Khoác ít lắm chị. Khoác ít lắm, có mấy cái à. Trong một lô nó có mấy được mấy cái khoác à. Rồi chị là chốt này lên giùm em mã khoác xanh 75.000 mấy chị ha. Ồ cái này mấy chị mua khoảng 200. Hiệu luôn. 54kg. Mua nhóm chợ hả? Chị vô cái mà tìm kiếm trên cái Facebook của mình chị gõ nhóm chợ là nó hiện ra quá trời, mình thích nhóm nào chị nhắn vô nhóm đó. Rồi chốt mã khoác xanh giùm em nha mấy chị ơi. Khoác xanh 75.000 này mấy chị mua phải 200 mấy. Hiểu không? Ừ. Thấy không? 55kg đổ lại thôi nha. Cái này nhóm họ tiếp giống hình cọp á. Đây. Đó, nó như vậy nè. Chị Trinh Lê. Trinh khoác xanh. Chị chốt khoác xanh lên số điện thoại giùm em nha chị.
chốt hết xanh xuống thoại giùm em nha. Cái này của khách chốt mà không có đủ đơn xả ra. Ký hả? Áo khoác á hả em? Phát sớm. Trời ơi, cái này đẹp chưa? Cái len này đẹp quá luôn. Nó họ tiết hình con cá. Lên nổi hết nha. Nó hình cá nó lên hình nổi hết chưa. Rồi chốt mã cá cho em nè. Đẹp quá. Ồ, cái này kiểu đẹp lắm đó chị nè. Ồ, hai bên hai hàng nút vậy nè. Hai bên hai hàng nút vậy nha. Ở trên tay cũng có luôn, kiểu giống như là phối Gucci nè. Cái này sọc Gucci này quá đẹp luôn nè. Cái này bữa trước thì em bán 55.000 hay sao, 55.000 mà giờ bán luôn cho mấy chị 49.000 nha. Chốt cho em mã cá mấy chị. Cái này quá đẹp luôn, này khách đã lựa rồi là hàng đẹp. Rồi 53 kg đổ lại cho em vừa nha. Đó, kiểu như vậy nè, gài nút lại nha, thích thì bẻ lên. 60 kg có nụ hồng mong manh, hồi nãy chị có mấy cái á. Rồi hai bên này có y nút gì luôn. Rồi thì là chốt mã cá, mã cá cho em nha. 53 kg đổ lại vừa. Rồi đó nha, mã cá. Ok, em chốt khoác này cho chị Trinh Lê Trinh. Trinh Lê Trinh. Rồi lên có con lông thỏ quá đẹp luôn. Lông thỏ nữa chị ơi, lông thỏ này bán phải 75 á. Em bán 49 luôn. Nó là màu hồng nhạt nha mấy chị, màu hồng nhạt với sọc gì nha. Chị Nương Cô Mi. Áo lông đen hết rồi chị. Rồi cái này chốt cho em mã hồng. Cái này lông thỏ mấy chị không? Tây bò dễ thương. 55 kg đổ lại vừa. Để coi hình như áo khoác. Khoác vậy chị có mấy cái đâu rồi ta. Hình như nãy chị chốt hết rồi sao. Đây. Rồi khác này lên mỏng nè. Cái hồng này là lông thỏ nha mấy chị. Nè. Đó. Quá đẹp luôn. Hồng em chốt chị Phi. Rồi thôi, cái khoác này kiểu vậy nha mấy chị ơi. 58 kg đổ lại cho em vừa nha. 58 kg đổ lại vừa, chốt trên mặt khác xong. Nút gài hết nha mấy chị, ở đây thiêu luôn nha. 58 kg, 60 kg cũng vừa nữa mấy chị, em lấy rộng. Rồi chứ là chốt lên mặt khác xong cho em 75.000 nha. Cái này lên mềm giống như là Montogi vậy đó. Rồi cái hàng nút là mỗi nút một màu nha mấy chị. Có đẹp chưa? Rồi chốt trên mặt khác xanh nha. Khác xanh, khác xanh 75.000 lên mã khoác xanh giùm em. Chị Hoa không có kiếm cái nào màu đen cho chị được, chờ em xíu nha. Để em coi lại coi. Hồi nãy còn hình như còn hai cái áo khoác. Xe 60 kg mà giờ nó lộn đâu trong đống đồ nụ hồng mong manh lên. Mai là chị lục lại. Chị chụp hình cho em được không? Giờ nó lộn đâu tìm không ra rồi. Trời ơi, một cái em siêu phẩm. Mã beo, beo kiểu. Dạ đi đơn từ 3 áo ha mấy chị. Phí ship 30.000 trên một đơn giùm em nha.
49.000 một áo. Rồi cái này chốt cho em mã beo kiểu cho em mấy chị ha. Beo kiểu cho em nha. Cái này hở vai gì nè. Mấy chị không thích hở vai thì mấy chị mặc một cái áo thun ở trong thì lên. Rồi chốt mã beo kiểu cho em ha. 57kg đổ lại cho em vừa lấy cho em mã beo kiểu mấy chị. Beo kiểu. Đúng không? Rồi lên mã beo kiểu cho em nha. Đó, beo kiểu. Chốt mã beo kiểu ha. Nằm ở đâu rồi chị không thể tìm được. Thôi đẹp quá, chốt cho em mã lá. Chốt mã lá thì em màu đó là màu gì? Màu nho, màu măng cục á. Rồi 50kg đổ lại vừa chốt cho em mã lá. 50kg đổ lại vừa mấy chị chốt mã lá em nha. Lá. Lên nhà em mã lá mấy chị đẹp ơi. Ở trên này toàn hot đi không à. Hết khoét. Ui tổ em khoét này đẹp quá luôn. Đây. Cái khoét xám. Khoét xám 75.000 dùm em nha. Khoét xám phối hai túi thổ cẩm quá đẹp luôn nè. Lên với em mã đang mặc là lá 50kg đổ lại mấy chị. Lá. Đây em còn cái khoác xám này đẹp quá trời luôn nè. Hai bên túi phối thổ cẩm. Rồi cái này bán 75.000 mà mấy chị không chốt nữa thôi luôn á. Rồi cái này 60kg đổ lại vừa nè. Lên mã khoác xám cho em nha. Khoác xám em này cài nút luôn. Ồ đẹp chưa. Rồi lên khoác xám rồi đây mấy chị. Len mềm. Nè ha. Len nó nè. Rồi lên khoác xám cho em 75.000 nha. Lá em chốt chị My. Rồi cái em mặc lên em khoác xám mấy chị. Khoác xám 75.000 cho em nha. Quá đẹp không mấy chị đẹp. Ừ, con dễ. Len mềm quá là đẹp luôn. Đó, còn lại cái kia là hốt đi không à. Hồi nãy em đang cầm cái này. Không, cái chữ lớp. Chốt mã chữ lớp cho em nha. Màu đó là màu đô. Màu đô, màu đỏ đô. Chốt cho em mã đỏ đô tây phối. Đỏ đô tây phối với chị. Cổ lọ, đẹp quá. Đây ha. Rồi chốt cho em mã đỏ đô ha. 55kg đổ lại vừa lên vậy em mã đỏ đô. Đỏ đô giùm em với chị nha. Đỏ đô, đỏ đô. Đỏ đô có chữ lớp. Ở lên cho em mã đỏ đô mấy chị đẹp. Ồ đẹp quá à. Chốt cho em mã sọc. Sọc đỏ, sọc đỏ cho em mấy chị ho. 53kg đổ lại vừa lên nhà em mã sọc đỏ cổ lọ nha. Rồi lên sọc đỏ giùm em. Quá đẹp luôn. Rồi lên em mã sọc đỏ. Sọc đỏ ho. Ồ 53kg đổ lại vừa lên nhìn em sọc đỏ. Trời ơi một em xám đi cái ngọc nổi như vậy nè. Hình chiếc dép. Chốt mã dép cho em. Chốt cho em mã dép cái này đẹp quá. Đầy guốc chứ không phải dép nữa. Rồi 50kg đổ lại giùm em. Màu này là màu xám. Màu xám xám chuột đó mấy chị. Rồi chốt cho em mã dép nha. 50kg đổ lại vừa lên mã dép giùm em ha. Chị nào thích form ôm thì lấy này nè. Dép. Mấy chị còn xem không mấy chị đẹp ơi. Ôi ơi hai cái túi dễ thương à. Cái áo này có túi nha. Rồi chốt mã túi cho em ha. Túi này 53kg đổ lại vừa lấy em mã túi. Hai cái xám khác nhau. Cái xám này xám lông chuột nè. Còn cái xám này là xám màu, cũng màu lam đó mấy chị. Xám lam á. Rồi một cái là chốt cho em mã dép. Một cái chốt cho em mã túi nha. Cái này nó có cái túi chỗ đây nha mấy chị. Đây ho. Đó. Cái túi này 52kg đổ lại vừa nha. Lên mã túi giùm em.
túi. Cái này giống cái đồng quá vậy. Rồi chốt cho em ở đồng đỏ mấy chị ơi. Đồng đỏ đẹp quá. Đồng đỏ 57kg đổ lại vừa lên mã đồng đỏ giùm em nha. Đồng đỏ. Cho em mã đồng đỏ mấy chị. Đồng đỏ như cái hình con gì không biết. Rồi đồng đỏ. Ôi đẹp quá, cái này dập nổi lên nè. Chốt mã cam. Chốt mã cam cho em nha, 55kg đổ lại vừa lên nha em mã cam mấy chị ơi. Cam đẹp. Xám em mặc 50kg đổ lại thôi không? Rồi cái này lên nhà em mã cam 55kg đổ lại vừa chốt cam. Rồi cái này nó dập lên từng đó, kiểu nó lên vậy mấy chị ha. Dập lên nổi lên nè. Rồi cái này thích này lên mã cam cho em ha. Cam này 55kg đổ lại cho em vừa. Rồi lên nhà em mã cam. Cam. Ồ, còn cái khoác này. Cái khoác này mà nó nhỏ. Thôi cái khoác này để cái khoác. Nó nhỏ xíu là 45kg rồi. Cái em mặc là màu cam. Màu cam sữa, cam nhạt nhạt á. Nó dập lên nổi lên đẹp lắm mấy chị. Kiểu vậy. Rồi một cái áo kiểu thôi màu xanh. Cột nơ nha. Còn nguyên hàng nút xéo luôn. Tuyên hàng nút đẹp giống như đó khoác vậy. Cam đi chốt chị mụn tiệt. Rồi cái này chốt mã xanh kiểu giùm em nha mấy chị. Vậy thôi áo đen chờ em kiếm sao đi nha. Em không nhớ còn hay không nữa. Nếu mà còn thì em bỏ cho chị, rồi không còn thì thôi nha chứ đẹp. Rồi cái xanh này 50kg đổ lại cho em vừa mấy chị ha. Ở này chỗ này thắt thì như thắt cái nơ vậy sao. Rồi. Đó, dễ thương không? Cái này mấy chị mít với chân váy đẹp lắm luôn nha. Mít với một cái con chân váy xè xè nhẹ nhẹ rất là đẹp. Đi làm công sở là ok luôn. Rồi chốt cho em mã. Mã xanh kiểu nha mấy chị, xanh kiểu giùm em nha. Xanh kiểu 50kg đổ lại vừa. Rồi lên em mã xanh kiểu ha. Lịch sự luôn. Rồi chốt xanh kiểu cho em nha. Xanh kiểu. Ôi cái này cái họ tiết nó Noel là hơn sao mấy chị. Tiết Noel sao. Rồi chốt mã Noel cho em nha. Chốt cho em mã Noel. 49.000 một áo nha mấy chị đẹp. Hàng này là hàng em tuyển rồi ha, chứ không phải là hàng lên cây linh kiện nha mấy chị. Rồi cái này chốt cho em mã Noel ha, chữ Noel đằng sau, ngôi sao Noel nè. Đó. Chốt mã Noel cho em 60kg đổ lại vừa lên em mã Noel. Ô đẹp chưa? Cái này đẹp quá luôn. Lên với em mã Noel. Chị mộng thiệt quá, mình lấy nhiều mình cọc giùm em nha chị đẹp. Chị nào mà lấy 6 áo trở lên cọc cho em nha mấy chị ơi. Đấy giờ chị mộng thiệt chắc tầm chừng 10 cái. Xanh chị Kiều Trang. Cái xanh này 50kg nữa lại nha chị. Rồi Noel em chốt chị mộng thiệt. Mùa này đi đơn mấy chị mà chốt nhiều em ngại lắm. Mấy chị phải cọc giùm em ha. Chị Kiều Trang ơi, cái xanh này 50kg đổ lại á, chị vừa không chị? Ok thì chị lên số điện thoại giùm em chốt nha. Cái này cột nơ gì ha. Có nguyên hàng nút luôn đẹp. Đó, mình chốt đơn lên số điện thoại giúp em nha. Dễ thương luôn. Ở dưới bo vậy nè. Lên số điện thoại em chốt nha. Rồi, cái Noel này em chốt chị Mộng Tiệt.
cái này lót lông ở trong luôn nè mấy chị. Rồi cái này lót lông ở trong luôn không? Đây, đẹp quá. Ủa khách quen hả chị? Nếu mà khách quen thôi em, tại em không nhớ. Nếu mà khách quen thôi. Rồi cái này mấy chị lên giúp em mã xanh trắng, mã xanh trắng giùm em nha. Xanh trắng giúp em. Rồi ok chị Kiều Trang. Ok chị Mộng Tiệp nha. Rồi này em chốt chị Kiều Trang. Em tưởng khách mới. Mấy chị mà đang xem nhóm chợ, chị nào có đơn mình inbox qua giùm em ha. 50kg đổ lại vừa nha mấy chị, lên với em mã xanh trắng. Đẹp dữ lắm luôn. Đó. Rồi đây là em mã xanh trắng. Ôi chim cánh cụt. Chim cánh cụt mấy chị, cái này đẹp quá. Chốt mã hồng giùm em nha, màu này là màu hồng cánh sen nè. Nó họ tiết hình con chim cánh cụt. Rồi đẹp chưa? Rồi chốt mã hồng cho em, 52kg đổ lại dừa lên với em mã hồng. 52kg đổ lại dừa, đẹp quá mấy chị. Này mấy chị mít với chân váy là ok luôn. Hồi nãy em biết mặc chân váy rồi em mít lên cho mấy chị. Rồi lên với em mã hồng mấy chị đẹp. Hồng hồng ha, hồng hồng hồng. Hồng giùm em nha. Rồi lên với em hồng. Trời ơi, một cái vàng. Vàng khối sọc nè. Ôi vàng kẻ tim này quá đẹp chưa. Em lên cái vàng này đẹp quá luôn mấy chị. Đơn giản mà rất là đẹp luôn. Nó chạy mấy cái đường. Nó chạy mấy cái đường đen đen thôi. Mà nhìn cái áo nó nổi bật lên hẳn. Rồi chốt vàng cho em nha. Đẹp chưa. Vàng 53kg đổ lại cho em vừa mấy chị ha. Nó chỉ chạy mấy đường chỉ đen như thế này thôi mà thấy cái áo đẹp hơn cổ tim nha. Rồi 53kg đổ lại vừa lên em mã vàng. 49.000 một áo chị Luli. Hồng em chốt chị Kiều Trang. Đi đơn từ 3 áo chị, phí ship 30.000 một đơn ha. Em chốt chị Luli. Chị Kiều Trang tự nhiên. Rồi em chốt chị Kiều Trang. Vàng em chốt chị Phi. Mấy chị nhắn theo dõi Phi đang like nha mọi người. Em like 7:30 tối nha. Cái này em chốt chị Phi. Rồi một cái con xanh cổ tim nữa nè. Xanh cổ tim, bo tay bo quá đẹp luôn mấy chị. Màu xanh này, màu xanh gì không biết. Dễ thương không? Thổ cẩm có, chị Luli bao nhiêu ký chị? Tại thổ cẩm hình như đa số là 55kg đổ lại không à. Chị Phi 50, chị Phi lấy cái đó hả? 58kg hả? 58kg cái vàng này không biết vừa hay không chứ. Để em coi coi. Cái vàng này hồi nãy em nói như 53kg à. 58kg mặc cũng vô mà. Sợ nó ôm quá á chị. Mặc thử xanh trắng ok chị nha. Cái xanh trắng nó đẹp lắm chị. Rồi cái em mặc này mấy chị lên giùm em màu xanh nhạt. Chốt cho em mã xanh nhạt nha. 55kg đổ lại vừa. Chị Phi lấy cái vàng này chị Phi mặc hả? Ủa cái vàng này đẹp. 58kg không vừa nha chị Phi. Tầm chừng 53kg thôi nha. Tại vì em sợ cái tay nó chật á. Cái tay nó ôm nè. Ủa mà cái này đẹp dữ quá luôn. À 48kg hả chị, rồi chờ em xíu. Cái em mặc 55kg đổ lại vừa nha. Chị nào vừa chốt cho em ho. Cái kiểu cổ đi đẹp quá. Chốt cho em mã xanh nhạt nha. Xanh nhạt em mặc thử cái trắng nè. À cái đen trắng nè. Ủa phải không, phải cái này không chị? Đen trắng này đúng không? Đen trắng này lót lông ở trong nha.
Trời cái này đẹp lắm nha. Đang trắng 50kg đổi lại cho em vừa nha. Đó. Em 45kg nha chị. Rồi đen trắng cho em nè, đẹp lắm nha chị Kiều Trang. Vàng nào 58kg hả? Hồi nãy em lên cái này vàng này 60kg nè chị Phi. Nó màu vàng y chang vậy luôn á, kiểu nó khác thôi. Chị 45kg thì cái mẫu áo len, 45kg thì mẫu áo len là 6 cái nào mà em nói 60kg trở lại là chị mặc được hết. Tại vì áo len mình nó nhỏ vậy thì chị mặc ôm, còn không mặc rộng rộng nó rất là đẹp chị. 60kg trở lại là chị chốt được hết. Cái này 50kg trở lại vừa nha. Em 45kg nữa chị ha. Mã đen trắng nè. Lót lông thỏ ở trong nè ha. Lót lông ở trong nè. Em cũng quen kêu lông thỏ. Lót lông nha mấy chị. 49.000, quá đẹp quá rẻ. $49.000 một áo nha chị, vì cuộc sống bình yên ơi. Rồi cái này em chốt chị Kiều Trang. Chị Lu Hồng Mong Manh ơi, cái này chị Kiều Trang hỏi trước á, nên em chốt chị Kiều Trang nha. Đó, tóc lông ở trong này mấy chị, tới mùa lạnh là mặc mấy cái này là xuất sắc luôn. Cái này em chốt chị Kiều Trang. Chị nào có đơn mình bóc qua giùm em nha mọi người. Hết nha Nụ Hồng Mong Manh ơi, tại vì đó chị Kiều Trang chỉ hỏi trước á, cho nên là chị Phi ơi em lấy chị cái này được không? Vàng này 60kg rồi lại vừa nè. Vàng này thì nó trơn, nó không có họa tiết gì hết. Cái nào 60kg đổ lại là chị Loli mặc được hết nha chị. Cái này nó có kiểu vậy chứ. Nó có kiểu chỗ vậy nè. Nó xẻ chỗ này nè. 60kg đổ lại vừa, em 45kg. Mặc len rộng rộng mặc cũng dễ thương lắm. Rồi ha. Chị phải lấy vàng này được không? Tặng cho cây kim băng nằm đây. Nếu mà mình không thích mình mở cây kim băng ra là nó xẻ chỗ này ra, kiểu nó vậy mấy chị. Vàng. Còn cái đen trắng này cũng đẹp nè chị Nụ Hồng Mong Manh, mấy chị này cũng nhỏ nè. Ồ đẹp chưa? Xuất sắc luôn á. Lấy chị Nụ Hồng Mong Manh cái này nha. Đó, đen trắng nè. Rồi cái này chốt cho em mã sọc đi mấy chị. Sọc 50kg đổ lại cho em vừa. Lấy chị Nụ Hồng Mong Manh cái này nha, cổ tiên. Cái này bo. Hả? Form ngắn ngắn vậy á. Ok chị Phi, để em tìm cái khác màu vàng. Đây còn cái màu vàng nữa, làm cái kiểu gì có vừa không? Ồ màu vàng này tay bồng đẹp quá luôn. Cái này thì chị Phi không vừa rồi. Để em like từ từ mà có cái nào màu vàng to. Cái này đẹp quá nè. Chị Nụ Hồng Mong Manh lấy không? Chị nào lấy chốt mã sọc giùm em nha. Chốt cho em mã sọc 50kg đổi lại vừa. Lên cho em mã sọc. Hổ cẩm này chị. Chị nào lấy cái đó lên mà sọc giùm em nha. Em 45kg mấy chị cứ nhìn người em mặc rồi mấy chị ra cái số ký luôn mấy chị nè. Rồi. Đây lên họ tiếp hổ cẩm quá đẹp luôn. Này chốt cho em mã cam chữ nha. Đây nha chị Luli. 50kg đổ lại vừa lên mã cam chữ giùm em nha. Mình lấy. Chị Kiều Trang lấy cái mã sọc đó luôn hả chị? Rồi lên cho em mã chữ. Mã chữ cho em 50kg đổ lại vừa nha. Chị Kiều Trang lấy cái mã sọc này luôn đúng không chị ơi? Đúng chị, ok giùm em nha. Hổ cẩm. Còn cái lông thỏ này đẹp quá chị Phi, không lấy chị Phi. Lông thỏ này 60kg đổ lại vừa nè. Cái lông thỏ này 60kg đổ lại vừa nè chị Phi, hàng hiệu luôn á. Sọc xanh trắng. Này lông thỏ nè. Mấy chị nhìn nó thấy lông thỏ nè. Ok chị Kiều Trang nha. Rồi em chốt mã sọc này cho chị Kiều Trang. À 24 tuổi ok em nha.
Này em chốt chị Kiều Trang, 24 tuổi lấy này nè, trẻ nè. Đó, hồi nãy em lên mấy cái hổ cẩm nhiều lắm mà ta đâu hết rồi. Còn cái này hồi nãy em bung lên mà em chưa lên nữa sao. Cái xám là hối rèn. Ở cái này may luôn. Dạ ok chị Phi nha. Lông thỏ. Chị Loli lấy cái lông thỏ này hả chị? Mặc thử cái vàng đằng sau. Rồi ok chị chờ em xíu nha. Chị Loli lấy cái lông thỏ này thì comment giùm em là lông thỏ kèm số thoại nha. Lông thỏ này 60kg đổ lại vừa. Nếu mà lấy thì comment lông thỏ kèm số thoại giùm em biết em chốt nha. Cái vàng sao kiểu đẹp lắm luôn, tay bồng nha. Hiệu luôn, hiệu NY nè. Sáu mươi ký chọn cho mẹ hả? Để chị coi nữa coi. Đây chị. Rồi chốt vàng tay bồng giùm em đó chị ha. Ôi, cái bên này nó đi kiểu như nè. Hai bên nó nhúng như nè. Rồi chốt cho em mã vàng tay bồng đó chị. Cái tay nó bồng 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 vậy nè. Rồi lên vàng tay bồng cho em nha. Vàng tay bồng này 55kg đổ lại vừa ha. Chốt vàng tay bồng giúp em. Ok chị Phi ha. Vàng tay bồng giùm em. Cổ cẩm nẻ em nhiều lắm là ta đâu có chị ba. Đây này chị Lu Ly thổ cẩm nè. 50kg đổ lại vừa nè. Đẹp chưa? 50kg nữa là vừa thổ cẩm tay bồng luôn. Này chốt cho em lên cho em mã thổ cẩm nha. Đó, 50kg nữa là vừa. 50kg nữa là vừa chốt cho em mã thổ cẩm nè. 50kg nữa là vừa lên mã thổ cẩm. Ồ, dễ thương không? Cái đen sao trắng hả? Cái vàng này em chốt cho chị Kiều Trang. Cái đen sao trắng là cái nào ta? Cái này chốt cho chị Kiều Trang. 49.000 một áo mấy chị đẹp ơi. Hàng này là hàng em tuyển hết rồi ha. Hàng đẹp không à? Rồi cái này lên mã đỏ cho em, đỏ họ tiết đẹp quá nè, đỏ. Đỏ 50kg đổ lại vừa nha. Đỏ 50kg đổ lại vừa đó chị. Rồi lên mã đỏ cho em. Đỏ 50kg đổ lại vừa, chốt cho em mã đỏ. Khoác len hả chị, khoác len giờ còn có một cái à, khoác len hết rồi chị, còn cái này 75.000 à. Ồ cái này với cái xám hồi nãy. Còn hai cái. Chị Lu Ly. Đi đơn từ 3 áo nha chị Lu Ly ơi, mình chọn đủ 3 áo giùm em nha. Ok chốt đỏ cho chị Lu Ly nè. Khoác len em còn hai cái à. Rồi đỏ này chốt chị Lu Ly. Em ở trong Bình Thuận nha chị. Cái mã sao là cái nào ta? Nãy chị nói cái mã đen trắng là cái nào ta? Hương Ly nè. Em ở Bình Thuận nha chị Bình Yên. Em 45kg thôi. Cái đen ở dưới chân. Đây hả chị, cái này là nền nó là cái này là xanh đen phối trắng á, họa tiết này 55kg đổ lại vừa. Khoác len em còn cái này đẹp lắm nè chị. Này cái mã xám thổ cẩm nè, 75.000 đây ha. Đó
58-60 kg đổ lại dừa. Rồi thổ cẩm này mấy chị ha. Rồi chính là chốt này lên nhìn em mở khoét màu xám lên sang lắm. Lên mỏng như mông tôi ghi gì đó. Rồi chị nào thích này chốt cho em ha. Chốt cho em mở khoét xám nha, 75 ngàn. Chốt khoét xám nhìn em 75 ngàn. Khoét xám không có len lông thỏ đâu Loli, thì thỉnh thoảng thì nó có một vài cái lộn vô thôi, chứ toàn cái này mình bán giá này mà len lông thỏ mà tiễn riêng ra là len lông thỏ bán phải là 80-100 ngàn. Em thấy có nhiều shop bán len với áo này 130 ngàn một cái á. Cái đó là thuộc dạng siêu phẩm rồi, mà cái này nó lộn lộn vô một vài cái thì mình bán luôn vậy á. Mở xám phối ren em mới cầm đâu ta. Em quăng ở bên chỗ nào rồi chị My? Nè thổ cẩm em nè. Để từ từ khoan em kiếm nha chị My nha. Cái xám phối ren nó đẹp lắm. Có mà ít lắm em ơi. Nó lộn trong trong len lụa ra ít lắm. Rồi này chốt mã sọc tím giùm em nè, thổ cẩm hoa sọc tím 52 kg đổ lại dừa lên cho em mã sọc tím nha. Sọc tím để em kiếm coi cái mã xám. Đây xám ren đẹp quá luôn nè chị My nè, lấy cái này đi. Bên này là hai tay nó thiêu vậy nè. Rồi cái này nhỏ là 50 kg đổ lại cho em dừa nha. 50 kg dừa chốt cho em mã xám. 50 kg dừa, cái xám này xám bằng dừa. Đây chị My đẹp quá luôn. Lấy đi chị. Rồi chốt cho em mã xám ha, 50 kg trở lại dừa lên mã xám giùm em. Thổ cẩm nè. Em bấm ra xong em bấm vô cái trang á. Có cái chữ nhắn tin á, em gõ vô chữ nhắn tin là em nhắn được à. Chứ cái này là fake mới, chị không có tự nhắn cho em được ha. Mà em nhắn cho chị xong rồi chị mới trả lời được. Cái này bán 49 ngàn mà em lựa toàn thổ cẩm với lại lông thỏ là không có đâu Loli. Mấy cái đó là hàng dạng hàng cao cấp mà. Mà cái này bán xa cả giá 49 ngàn, chỉ lộn vô một vài cái như là lâu lâu mấy chị săn chúng vậy thôi đó ha. Rồi cái này chốt cho em mã đen phối ha, chốt mã đen phối cho em 55 kg độ lại vừa lên nhà em mã đen phối thổ cẩm nè. Họ tiếp rồi đen phối em nha, sáng chốt chị My chứ đâu có nhiều đâu, chủ yếu là len mềm thôi mà hàng đẹp nha. Ờ đẹp chưa? Đẹp quá ha mấy chị ha. Rồi. Ok chị. Ok em nha, cảm ơn em nha. Rồi 50 kg đổ lại cho em dừa nha, chốt cho em sọc đen mấy chị, 50 kg đổ lại dừa lên mã sọc đen giùm em. Dễ thương không? Lên giùm em mã sọc đen mấy chị ha. Không ngắn. Rồi chốt cho em mã sọc đen mấy chị đẹp. Sọc đen cho em nha. Sọc đen. Sọc đen nè. Đen phối nè chị Dung Dương. Đen phối 55 kg đổ lại cho em dừa nha. Rồi đen phối nè, 55 kg trở lại dừa, chị nào dừa chốt trên mã đen phối. Đen phối đấy chị ha. Đẹp lắm chị Dung Dương ơi, cái màu nó phối lên rất là đẹp luôn. Rồi chị nào chốt lên mã đen phối cho em nha.
cái đầm này hồi nãy đẹp quá trời, không chị nào chốt nữa chị. Chốt đầm đỏ giùm em. Form vàng với cái đầm. Cái này mấy chị á, học biết tới Noel nó hết dịch chưa chứ này đi chơi Noel hơi bị đúng bài luôn nè. Đẹp dữ lắm luôn. Ừ, dễ thương không? Rồi 55kg đổ lại vừa. Chốt cho em mã đầm đỏ mấy chị. Đẹp không? Hai bên hai con bướm hay sao á. Đúng rồi. Hai bên họ tiết hai con bướm, ở trên đây một con bướm nữa. 55kg đổ lại vừa lên về em mã đầm đỏ. Hai bên sẽ tà nữa mới ghê chứ. À đúng rồi, cái đó form nó hỏng hỏng á. Rồi đầm đỏ cho em ha. Đầm đỏ mấy chị. Ô đẹp quá. Rồi chốt cho em mã đỏ phối nha mấy chị đẹp ơi. Đỏ phối giùm em nha. Đỏ phối 55kg đổ lại dừa lên cho em mã đỏ phối. Đẹp chưa? Đẹp quá à. Đỏ phối giúp em mấy chị ha. Rồi lên cho em đỏ phối 55kg đổ lại dừa. Cái này đẹp nè chị Dung Dương nè. Rồi chốt cho em đỏ phối nha. 55kg đổ lại dừa lên mã đỏ phối giùm em. Đồ bà ba, đồ bà ba chắc hẹn với chị tối mai đi thôi. Tối nay giờ này em sắp xuống like rồi, like thêm mấy cái nữa là em xuống nha. Rồi chính là chốt này lên giùm em đỏ phối. Đỏ phối 55kg đổ lại dừa ha. Đỏ phối giùm em. Rồi một cái em tay bẻ dễ thương nè. Trơn ha. Này chốt cho em mã nâu mấy chị, đẹp quá. Đơn giản rất là đẹp, tay bẻ nha. Lên mềm ha. Rồi cái này phong ngắn. À, tàn trước ngắn, tàn sau dài mấy chị. 53kg đổ lại cho em vừa. À, tay nó bẻ sẵn luôn vậy nè. Rồi chốt cho em mã nâu. 52-53kg đổ lại vừa nha, lên mã nâu giùm em ha. Nâu. Rồi chốt giùm em nâu mấy chị. Nâu giúp em nha. Ờ đẹp quá. Ờ cái này lót lông. Trời ơi cái này lót lông ở trong luôn nè. Đẹp quá nè mấy chị. Cuộc sống bình yên. À xem lại cái đầm đỏ. Rồi 55kg đổ lại cho em vừa mấy chị ha. Chốt cho em mã sọc cam. Ở trong lót lông nha. Nè. Quá đẹp luôn. Cái gì mà có 49.000. Rồi lên giúp em sọc cam mấy chị. 55kg đổ lại vừa chốt sọc cam giùm em. Đầm đỏ đây. Đẹp lắm em ơi. Cái mặt lên nhà em sọc cam nha mấy chị. Sọc cam lót lông. Đây đầm đỏ ha. Không biết cái hình này là cái hình gì. Nhìn ra hình con gấu đúng rồi. Sao con gấu đúng rồi. Rồi đầm đỏ nha. Hai bên nó có xẻ tà nè. Hai bên có xẻ tà nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ đó. Dễ thương á. Hai bên tay là hai con bướm. Ừ. Hai bên tay hai con bướm nha. Đẹp lắm em ơi. Mặt dễ cưng lắm. Sọc cam chốt chị Mộc thì. Sọc cam này chị hôm vừa. Sọc cam này 55kg. Sọc cam chốt chị Mộng Tiệt. Em thường like lúc 7:30 tối nha mấy chị. Em like hai trang nha, một trang cá nhân và một trang trên nhóm chợ ha. Cái này cũng dạng cái đầm luôn nè. Ồ ôi đẹp quá.
Rồi cái này 60kg đổi lại cho em vừa nha mấy chị ơi. Có chị nào to thì mặc thành áo, em mặc thành giống như cái đầm luôn rồi á. Rồi chốt cho em mã, chốt cho em mã xanh. Chị đang like hai phay lận, cái phay mà em đang xem á là cái phay like trên nhóm chợ, còn cái phay trang cá nhân của chị là shop trang bà ba luôn. Cái này shop Diễm Trang bà ba, một cái trang là shop trang bà ba, mặc cái bộ bà ba màu vàng á, hình đại diện á. 60kg đổi lại vừa mấy chị. Cái này chị nào to thì nó mặc lên nó ngắn hơn cái áo nha. Em mặc xem nó gần như cái đầm mất rồi. nhìn giống cái áo gió. Rồi chốt cho em mã xanh nha mấy chị. Xanh ha. 60kg đổi lại vừa chốt mã xanh. Trang cá nhân chị là hay bán đồ bà ba. Ôi cái cam này to luôn. Ôi cái cam này 65kg đổ lại vừa. Rồi cái này sale 30.000, chị nào chốt lên với em mã cam 30.000 ha, 65kg đổ lại vừa nha. Cam 30.000 dùm em. Cái cổ nó kiểu này. Rồi cam 30.000 cho em đó chị không. Cái màu nó chói quá. Cam 30.000. Mềm lắm, 65kg đổ lại vừa. Cam 30.000 cho em nha. Ôi cái trời ơi đẹp. Màu xanh chuối. Hai bên nó kiểu gì mấy chị. Rồi chứ nào chốt xanh chuối lên màu xanh chuối giùm em nha. 50kg đổ lại vừa chốt cho em mã xanh chuối mấy chị ơi. Đẹp lắm. 50kg đổ lại vừa lên mã xanh chuối giùm em nha. Xanh chuối. Xanh chuối mấy chị. Chốt giùm em xanh chuối. Cam 30 ok chị mộng tiệp. Cam này to nha, 65kg nha chị. Lên cái nữa xuống nha mấy chị ơi. Ôi, cái này to nè. Đẹp quá. Chốt dây mã trắng cổ tim mấy chị hơ, 60-65kg. Cái này chắc 65kg vừa á. Rồi chốt mã trắng cổ tim giùm em nha. Trắng cổ tim cho em nha. Cái này lên giày nha mấy chị. Cái này lên giày. Đẹp. Lên giày mà mềm là co giãn mạnh, chứ không phải lên giày mà nó cứng nhắc đâu mấy chị ha. Rồi lên trắng cổ tim cho em 65.000. Chốt trắng cổ tim giùm em nha. Cái này mấy chị mít chân váy cũng rất là đẹp luôn. Rồi chốt cho em mã trắng cổ tim. Trắng tim cho em 65kg đổ lại vừa mấy chị. 45kg mặc bình thường. Em 45kg nè. Rồi lấy em mã trắng cổ tim nha. Trắng cổ tim nhìn em. Rồi cái này hai bên tay nó kiểu vậy mấy chị. Hai bên tay nó khoét nha. Em lên cái này nữa xuống nha mấy chị ơi. Lên cái này nữa là chúc mấy chị ngủ ngon nha. Đây, cái này hơi modern. 58kg đổ lại vừa cho em nha. 58kg đổ lại vừa, hai bên nó vậy nè mấy chị. Đó. Hai bên nó phép hai lỗ vậy. Rồi, chốt cho em mã xanh kiểu 58kg đổ lại vừa lên mã xanh kiểu giùm em ha. Xanh kiểu, đẹp quá. Xanh kiểu giúp em nha. 58kg đổ lại vừa. Lên vậy em mã xanh kiểu mấy chị. Hai bên tay nó phép vậy đó. Rồi bye bye mấy chị đẹp nha. Em xuống like thôi mọi người. Cảm ơn mấy chị nhiều nha.